Chương 181, Túy Xuân Lâu, nghe Linh Khiếp Nhan nói như vậy, thang phi tiếu nhất thời ủ rũ như con gà trống bị đánh bại, vốn là đường phong còn lo lắng hôm nay không gặp được thi thi cô nương nhưng căn cứ như lời vu trung nói. Mỗi một ngày sau khi mặt trời lặn, thi thi cô nương sẽ xuất hiện một lần, thời gian đại khái khoảng chừng nửa canh giờ, hát mấy tiểu khúc. Sau đó nhìn xem có thanh niên tuấn kiệt nào không, bất quá mỗi lần nàng đều thất vọng mà về bởi vì nhiều ngày như vậy nhưng nàng chưa từng coi trọng ai đường phong nhìn sắc trời một chút thời gian coi như còn sớm khoảng một canh giờ nữa mặt trời mới lặn vốn hắn còn muốn mang linh khiếp nhang đi dạo tỉnh an thành một chút nhưng vu trung ở cạnh nói phong thiếu gia nếu ngài quả thật muốn tới túy xuân lâu thì nên đi ngay bây giờ tại sao đường phong nghi ngờ hỏi đi chậm chút nữa ta sợ sẽ không còn chỗ hấp dẫn như vậy cơ à đường phong thầm nghĩ lúc này còn sớm chẳng qua là chỉ là đi tìm kỹ nữ chứ có phải đi hội họp gì đâu, có cần phải liều mạng tới vậy không? Vu Trung lúng túng nói, nếu ngài nếu nhìn thấy cảnh kia thì sẽ biết. Mặc dù nói ta lũng loạn gần hết những kỹ viện trong tỉnh An Thành, nhưng bất kỳ nơi nào của chúng ta cũng không đắt khách bằng một nửa của túy xuân lâu. Nếu đã vậy thì chúng ta đi bây giờ đi. Đường phong gật đầu, lần này đi kỹ viện đường phong dĩ nhiên không thể dòng cỡ giống trống xưng danh của mình, bằng không truyền ra ngoài thì rất mất mặt mọi người sẽ nói đường phong của thiên tú đến túy xuân lâu mua vui nếu để cô cô nghe thấy thì còn không bị đánh một trận sao nếu không thể dùng danh tiếng của mình thì phải cạnh tranh công bằng với người ta mặc dù hiện tại có không ít người biết đường phong nhưng ở địa phương đó chỉ cần có chút đầu óc sẽ không ai tiết lộ thân phận của của hắn đi thẳng tới túy xuân lâu từ rất xa đường phong đã nghe thấy tiếng người ồn ào trong túy xuân lâu những cô nương xinh đẹp thiên kiều bá mị cười duyên không dứt với người qua đường cơ hồ các nàng đều không cần kiếm khách thì từng nhóm người áo mũ chỉnh tề tướng mạo ra vẻ là hàng người đạo mạo đã trực tiếp đi vào trong túy xuân lâu. Những nam nhân này đều các khách quen của các tỷ muội, vài người còn có thể mắc đưa mày lại, trêu chọc nhau vài câu. Thậm chí còn có kẻ công khai làm bậy ngay trên đường, khoa trương như vậy à. Không cảm thấy quá phóng túng và trực tiếp sao, đường phong dừng bước, nhìn chăm chăm về phía trước, đường phong cũng là lần đầu tiên tới chỗ này, nói không khẩn trương là giả. Nhất thời người còn chưa tới nơi nhưng đã ngủi thấy đủ loại mùi hương xen lẫn với nhau trong không khí. Mấy cô nương trong túy xuân lâu này cũng là loại tuyển chọn kỹ càng. Dung mạo mặc dù không thế nói là tuyệt sắc, nhưng cũng không quá xấu. Trang phục cũng rất có mị lực. Hơn nữa, mùi nước hoa trên người các nàng cũng rất nhạt làm cho người đứng cạnh không thể nổi lên sắc tâm, ngược lại sẽ có một loại cảm giác thanh tâm thoát tục. Cũng khó trách kỹ viện dưới trướng vu trung lại không thể bằng túy xuân lâu đường phong hít sâu một hơi áp chế sự khẩn trương trong lòng xuống thầm nghĩ hôm nay thiếu gia ta chính là tới phá tiệm khẩn trương làm cái gì chứ hai lão già lõi đời như thang phi tiếu và đoạn thất xích thấy thấy bộ dạng như vậy của đường phong cũng ngầm hiểu ý nhau cười trộn một tiếng thang phi tiếu an ủi đường phong nói phong thiếu gia ai mà không có lần đầu tiên chứ không cần phải sợ cùng lắm thì đợi lát nữa lão thang ta sẽ chỉ đạo cho ngươi ngay tại chỗ hì hì linh kiếp nhang ở bên cạnh híp mắt cười hai tiếng ôn hòa ngoài miệng nói, nếu ngươi dám dạy hư phong ca ca, ta sẽ không để yên cho ngươi. Thang phi tiếu vội ho một tiếng, không dẫn nữa hôm nay chúng ta tới đây để làm chính sự. Đường phong vẻ mặt đau khổ nhìn về phía linh khiếp nhang, mở miệng nói, nha đầu, bằng không ngươi có thể chờ ta ở bên ngoài được không? Ngươi cứ đi theo như vậy khiến ta cảm thấy áp lực lắm. Linh khiếp nhang trầm tư một hồi, lần này cũng không dây dưa nữa, chẳng qua là phải rào trước. Ngươi phải hứa sẽ không làm chuyện xấu xa gì mới được, ta hứa. Đường Phong nói với vẻ mặt nghiêm túc, được rồi. Ta đi dạo quanh đây một lát, ngươi cho ta ít tiền. Linh khiếp nhan vương cánh tay nhỏ ra trước mặt đường phong, đường phong rất thoải mái móc ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho nàng, nhìn bóng lưng linh khiếp nhan từ từ biến mất khỏi tầm mắt, mấy nam nhân cũng kìm lòng không đặng mà thở ra một hơi, nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái, Vu trung Trần chờ nói, để cô bé đi một mình như vậy, các ngươi không sợ cô bé gặp chuyện gì nguy hiểm sao, thang phi tiếu miễn cười cười nói, ta không sợ cô bé có nguy hiểm gì, ta chỉ sợ có người có chủ ý xấu với cô bé gặp nguy hiểm mà thôi. Những lời này vu trung không giải thích được, nhưng hắn cũng không có cách gì tìm hiểu. Đường phong sửa sang lại y phục, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, phải nhẹ tay một cái, đã lấy cây quạt ra khỏi mị ảnh không gian, mở quạt ra phe phẩy, nói với vu trung, vu tiên sinh, lần này đành phiền ngươi dẫn chúng ta đi. Vô Trung sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó liền hiểu Đường Phong là đang muốn mượn thân phận của hắn đi vào túy xuân lâu, gật đầu không nói tiếng nào liền đi tới phía trước. Trước cửa nghênh đó là một nữ tử trẻ tuổi tướng mạo quyến rũ, eo nhỏ thon gọn uyển chuyển như rắn. Nàng biết Vu Trung nên người còn chưa kịp tới gần đã lên tiếng chào hỏi. Vu Tiên Sinh, hôm nay sao lại có nhã hứng tới túy xuân lâu thế này? Vu Trung cứng rắn nói, có người bằng hữu ngưỡng mộ thi thi cô nương đã lâu. Hôm nay chẳng mấy khi hắn rảnh rỗi nên ta dẫn hắn tới đây chiêm ngưỡng tư dung của thi thi cô nương. Nữ nhân này dương mắt nhìn đường phong, đường phong nhẹ nhàng đảo cây quạt. Đôi mắt không hề có ý kiên nể gì nhìn khắp người nữ nhân này. Khi hai ánh mắt chuyển tới khe ngực của nữ nhân này liền dừng ở đó trong nháy mắt, nữ nhân che miệng cười thanh khách, cả người run rẩy giận dỗi nói, tiểu ca ngươi lớn lên tuấn tú như vậy, thế này không phải là muốn để mấy nam nhân kia tự ti đến chết hay sao, vậy hãy thì để cho bọn họ chết đi. Đường Phong cười lớn, hạ giọng nói, từ lâu đã nghe danh thi thi cô nương của túy xuân lâu tài sắc song tuyệt, không biết theo tỷ tỷ thì tiểu đệ đây hôm nay liệu có thể vượt qua quần hùng, đoạt được tâm của mỹ nhân, sau đó, vừa nói, Đường Phong đưa tay làm vài động tác khá giống, nữ nhân này cười duyên một tiếng, ai yêu, tiểu ca ngươi xấu lắm. Bất quá vấn đề này thì ta thật sự không biết, ngươi phải tự mình đi hỏi thi thi cô nương mới được, Đường Phong cười bị ổi một tiếng, nếu là thi thi cô nương không nhìn chúng ta, không biết hôm nay tỷ tỷ có có chịu nể mặt cùng ta ngắm hoa dưới trăng, tâm tình một đêm có được hay không? Nữ nhân này nghe liền chớp mắt làm duyên một cái, trên mặt tràn đầy xuân ý nói, chỉ cần tiểu ca để mắt, tỷ tỷ cũng theo ngươi. Hai người thang phi tiếu cùng đoạn thất xích ở bên cạnh thấy vậy thì trợn mắt há mồm, thầm nghĩ phong thiếu vừa rồi ngại ngùng muốn chết, vẻ mặt cứ như thể phải bước vào miệng sói không bằng sao chỉ mới chớp mắt một cái đã phóng đảng còn hơn lão già lọc lõi như hắn vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, liền hăng hái gật đầu, thầm nghĩ quả thật là trường gian sống sau xô sống so trước, đừng thấy phong thiếu bình thường giả bộ chính nhân quân tử mà lầm, thật sự tới những nơi thế này rồi thì còn thoải mái hơn bất kỳ ai. Chương 182, đã như vậy còn muốn lập đền thờ. Thường, nữ nhân kia kéo tay đường phong, ném ra mị nhãn, đưa ngọn núi cao vút áp chặt vào cánh tay của đường phong, mở miệng nói, thời gian không còn sớm. Ta đưa các ngươi vào trước, đường phong gật đầu, vậy thì tốt, dưới sự chỉ dẫn của nữ nhân này, mấy người theo dòng người đi vào túy xuân lâu, vào đại môn, rẽ qua một chỗ ngoặt thì đại sảnh đã xuất hiện ngay trước mặt. Túy xuân lâu cũng chiếm diện tích khá lớn, dài khoảng 20 trượng, rộng cũng hơn 10 trượng. Ở dừa của đại sảnh có một cái đài cao, bên trên trải một lớp thảm mềm mại màu đỏ thẫm. Tất cả bàn ghế đều được đóng từ hồng đàn một từng cái lần lượt được đặt ở giữa đại sảnh, trên bàn bày đủ loại trái cây và điểm tâm. Trong đại sảnh còn thoang thoảng mùi đàn hương, trên hành lang lầu 2 cũng chia thành nhiều gian phòng khá trang nhã, đều quay về phía đại sảnh, ngồi ở trên là có thể quan sát cả đại sảnh, nơi này chẳng những có lầu 2, còn có lầu 3, cách bố trí của hai tầng hoàn toàn giống nhau, lúc đám người đường phong tiến vào, trong đại sảnh đã kín người hết chỗ rồi những người đó tụ thành từng nhóm năm ba người nhỏ giọng thảo luận điều gì đó với nhau lỗ tai đường phong giật giật nghe thấy những người đó đúng là đang khen ngợi thi thi cô nương những người này hầu hết đều là những người tuấn kiệt trẻ tuổi trong tỉnh an thành nhưng cũng không thiếu những lão già đường phong nhìn xong liền ngạc nhiên một hồi tự hỏi những lão già này tuổi không nhỏ nữa mà còn có tâm tư tới kỷ viện thế này không biết có làm ăn gì được không nữa nữ nhân này biết thân phận của vua trung người hắn ta mang tới tự nhiên không thể ngồi dưới đại sảnh rồi, cho nên đã dẫn đám người đường phong tới một gian phòng khá trang nhã trên lầu 2. Sau khi an bài xong xuôi cho mọi người, nữ nhân chân thành nói, Vu tiên sinh, bây giờ các ngươi có muốn tìm mấy tỷ muội tới ngồi cùng hay không? Cũng có thể bớt thời gian chờ đợi, Vu Trung quay đầu nhìn đường phong một chút, cười nói, vậy phải hỏi ý tứ vị bằng hữu của ta rồi, đường phong cười lớn, nói, nếu tỷ tỷ đã đáp ứng lời mời của tiểu đệ đây thì tiểu đệ sao có thể tìm những nữ nhân khác được, nếu không thì chẳng phải là tỷ tỷ sẽ trách ta không giữ lời hứa sao? Nữ nhân kia liền cười khanh khách, không ngờ tiểu ca cũng là người thủ tín, lại thở dài một tiếng, nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không tranh giành tình nhân với người khác, có câu nói vừa rồi của ngươi là đủ rồi, vị bằng hữu của ta chính là người như vậy." Vu Trung mở miệng nói thay cho Đường Phong, cho nên không cần tìm người khác tới đây làm gì chỉ cần cho chúng ta một bàn tiệc rượu lấy thêm chút trái cây và vài món điểm tâm ngọt là được. Được, xin các vị chờ một chút, nữ nhân ngọt ngào đáp lại một tiếng, xoay người đi ra ngoài cửa, trước đó còn e thẹn nhìn đường phong vài lần, ngoài đường phong đắc ý mội hồi. Nãy giờ hắn một mình quyết định mọi việc nhưng tiếu thúc lại không có ý phản đối, hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩ tìm nữ nhân nào cả. Nghĩ lại, tiếu thúc hiện tại chẳng những có vợ còn có con gái nhỏ, đoán chừng cũng chỉ ba hoa vậy thôi, chứ muốn hắn làm chuyện có lỗi với tứ nương thì hắn cũng không làm được sau khi nữ nhân kia đi khỏi thang phi tiếu cùng đoạn thất xích cùng nở nụ cười tiếu thúc nói phong thiếu gia người thế này là lừa gạt tình cảm của người khác đó so với chọc ghẹo người ta còn ác liệt hơn kia đường phong lau mồ hôi nói không còn cách nào khác giả vờ một chút thì có sao đâu hơn nữa nàng thấy thiếu gia ta thuận mắt chẳng qua là vì ta lớn lên không tệ ta dám cam đoan nếu vừa này là tiếu thúc ngươi nói những lời đó cùng nàng ta nàng ta khẳng định cũng sẽ phản ứng như vậy bất quá rốt cuộc là trong lòng nguyện ý hay tính toán thì chỉ có mỗi mình nàng ta biết mà thôi đoạn thất xích gật đầu nói phong thiếu gia nói rất có đạo lý nàng ta ở trên giường lộ ra vẻ phóng đảng nếu như vậy không phải là lừa gạt chúng ta lừa gạt những nam nhân khác lẽ nào là nàng ta thật sự sung sướng như vậy à đối với bọn họ mà nói cuộc sống chính là một vở kịch bọn họ không lúc nào mà không diễn tuần cả. Không lâu sau, các loại mỹ vị thức ăn cùng rượu đã được đưa lên, còn có mâm trái cây và các món điểm tâm tinh xảo vô cùng. Nữ nhân nũng nịu nói, xin các vị từ từ dùng, ta còn phải đi xuống chào hỏi các khách nhân khác. Mỗi ngày đến lúc này, các cô nương trong túy xuân lâu đều rất bận rộn. Đi đi, vu trung phẩy tay nói, đợi sau khi nàng rời đi, đường phong quay đầu nhìn đại sảnh vô cùng náo nhiệt phía dưới, mở miệng nói, ngay cả mấy chân sai vặt cũng có dấu vết đã tu luyện quá, túy xuân lâu xem ra chắc chắn là do Lưu Vân Tông mở, thang phi tiếu nhấp một ngụm rượu, nói, phong thiếu gia, đây chỉ những gì trước mắt thôi, còn rất nhiều cao thủ ẩn nấp trong túy xuân lâu mà ngươi không nhìn thấy, đường phong hiện tại bất quá chỉ là huyền giai hạ phẩm, cả túy xuân lâu đổng người như vậy, không thiếu người tu luyện tồn tại, lấy cảm giác hiện tại của hắn tự nhiên không cách nào cảm nhận rõ ràng được tất cả. Nhưng mà hai người thang phi tiếu cùng đoạn thất xích đều là cao thủ đẳng cấp thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, thậm chí không cần dùng mắt thường để nhìn, chỉ cần khẽ cảm ứng là hoàn toàn có thể đem hết thảy nắm trong lòng bàn tay. Có bao nhiêu người? Đường phong mở miệng hỏi, khoảng 3-40 người tu luyện trong đó có ba địa giai. Thang phi tiếu đáp, đường phong nghe vậy thì nhớ mày, ba địa giai. Nơi này làm sao lại xuất hiện ba địa giai cao thủ, bất quá chỉ là một kỷ viện, cho dù Lưu Vân Tông có coi trọng thế nào đi nữa, cũng không tới mức phái ba địa giai cao thủ đến nơi này chứ. Hoặc là mục đích của bọn họ vốn cũng không phải để bảo vệ nơi này. Vu Trung không khỏi cảm khái một tiếng, khó trách bọn họ không sợ ta chèn ép. Hóa ra nơi này có ba địa giai cao thủ ẩn nấp. Mạng lưới tình báo của Vu Trung hiện tại đủ để bao phủ cả tỉnh An Thành. Bất kể là việc lớn hay việc nhỏ, chỉ cần hắn muốn biết đều có thể biết. Nhưng Duy chỉ có đối với túy Xuân Lâu thì không có biện pháp nào nếu có cao thủ thì hắn cũng không cách nào dò la rõ ràng được đường phong trầm ngâm chốc lát nói hôm nay thiếu gia ta tới là để đập tiệm mọi người có ý kiến gì không chúng ta không thể trực tiếp phá hủy túy xuân lâu như vậy làm vậy thì hơi thiếu đạo đức rồi đoạn thất xích ở bên cạnh cười khẽ một tiếng phong thiếu gia ngươi đây chính là vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn được lập đền thờ đường phong cười mỉa một tiếng dù sao cũng là đạo lý ai ở trên cao thì có quyền thôi thang phi tiếu nói cũng không có gì khó nếu bọn họ có nhiều cao thủ ẩn nấp như vậy thì chúng ta chỉ cần khiến bọn họ nổi giận là được rồi tới lúc đó bọn họ xuất thủ trước thì không trách chúng ta đánh trả được rồi ở thời điểm đánh trả lỡ tay hủy một cái kỹ viện cũng là chuyện bình thường chứ sao đường phong nhìn thang phi tiếu cười hỏi tiếu thúc có biện pháp khiêu khích thôi mà ai mà không làm được những chuyện như cố ý bới móc thì ta và lão đoạn cũng làm nhiều rồi chỉ cần da mặt dày một chút đem trắng đổi thành đen là được Thang Phi Tiếu cười hắc hắc một tiếng, hơn nữa, không phải chỉ lát nữa thì thi thi cô nương kia sẽ đi ra sao. Thân là đầu bài của túy xuân lâu, ngươi nói xem, nếu chúng ta hung hăng vù nhục nàng một phen thì còn sợ đối phương không tức giận sao, đối phương vừa tức giận thì sẽ có sinh sự, bọn họ nhất định phải lộ diện xử lý chúng ta, thế này thì có thể đánh trả rồi, đường phong lập tức mở miệng nói, chuyện này phải nhờ tới tiếu thúc thôi. Thiếu gia ta chỉ ngồi đây xem náo nhiệt thôi. Thang Phi Tiếu sửng sốt, cười khổ nói, phong thiếu gia ngươi đã sớm có chủ ý này rồi phải không? Chỉ chờ lão thang ta mở miệng thôi chứ gì, đường phong ha ha cười khang một tiếng, ta chỉ là tay mơ mà thôi, tốt nhất là nên học tập kinh nghiêm của hai vị tiền bối các ngươi, chuyện này nhất định là sở trường của hai người các ngươi. Thang Phi Tiếu nhất thời buồn bực không thôi, cái này mà còn chia ra tiền bối với tay mơ sao? Mấy người vừa cười vừa nói hồi lâu, chợt nghe một thanh âm chậm rãi truyền tới, Tiếng người huyên náo trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, không biết người nào kích động hô lên một tiếng, thi thi cô nương ra rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn lên ngay giữa đài cao. Chỉ thấy từ trên đài cao, mười mấy người mặc cung trang rực rỡ từ từ đi tới, trang phục giống như những thiếu nữ thanh tú như con gái nhà lành, khiến mọi người không có tâm tư bậy bạ. Trên mặt mỗi người các nàng đều treo một mặt cười miễn thản nhiên. Một nữ nhân mặc quần áo đỏ tươi từ sau bước ra, giống như những ngôi sao vây quanh một phần trăng từ từ bước tới đài cao. Mặt của nàng bị một tấm lụa đen che kín, chỉ lộ ra nửa sống mũi cùng đôi mắt. Mọi người nam nhân xung quanh đều nhìn nàng, đám người Đường Phong cũng không ngoại lệ. Ngay lúc Đường Phong nhìn thấy cặp mắt của nàng ta, trái tim bỗng nhiên đập mạnh. Vu Trung nói không sai, đôi mắt này rất đẹp, bất kỳ từ ngữ hoa lệ, trao chút nào cũng không đủ để hình dung đôi mắt không thuộc về nhân gian này. Đôi mắt này giống như một ngôi sao sáng lấp lánh cứ như một cái xoáy nước thật lớn, hút tất cả vào bên trong, làm cho không ai có thể kềm chế được. Mặc dù chưa nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nàng, nhưng có đôi mắt linh động như không thuộc về chốn nhân gian khói lửa thế này thì tư chất tuyệt đối không thể kém được. Đường Phong đã nhìn thấy qua không ít mỹ nữ, cả thiên tú mỹ nữ tầng tầng lớp lớp, nhưng không ai có được nhãn tình như vị thi thi cô nương ở trước mặt được, bất luận là ai. Ngay lúc nhìn thấy ánh mắt của nàng cũng sẽ có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, trong suốt, đẹp đẽ quyến rũ thẹn thùng đôi mắt này từng thời khắc khác nhau nhìn lại sẽ cho người khác có những cảm giác bất đồng thang phi tiếu đầu tiên là sửng sốt một chút ngay sau đó quay đầu nhìn đoạn thất xích đoạn thúc sắc mặt ngưng trọng vô cùng cắt gao nhìn vào thi thi ánh mắt cũng không chớp một cái dùng sức cảm nhận khí tức trên người nàng lão đoạn thang phi tiếu thấp giọng hỏi ngươi cảm giác được gì sao đoạn thất xích trầm giọng nói rất quỷ dị nàng ta không hề có dấu hiệu nào cho thấy đã từng tu luyện, trên người cũng không có cương khí dao động. Nhưng đôi mắt này, không phải thứ mà người bình thường có thể có được, không sai, thang phi tiếu gật đầu, hoặc là thực lực của nàng cao hơn chúng ta, hoặc là nàng tu luyện bí pháp ẩn dấu thực lực gì đó, nhưng cũng không có bí pháp nào có thể ẩn dấu sạch sẽ toàn bộ thực lực như vậy được. Thi thi cô nương này thoạt nhìn thì giống như người bình thường, nhưng hẳn không phải là người bình thường. Linh kiếp nhang thực lực cao hơn bọn họ, bọn họ còn có thể hiểu được là vì con bé tới từ trong núi, nhưng trước cô bé trước mặt này mới mười mấy tuổi làm sao có thể lợi hại hơn bọn họ? Cao thủ cũng không phải là củ cải. Thời điểm hai người nói chuyện, trong đại sảnh đã có vô số tiếng thở dốc kích động của vô số nam nhân truyền tới, cả đám bọn họ căn bản không thể rời ánh mắt khỏi Thi Thi chút nào. Ngay cả địa giai cao thủ như Vu Trung cũng chỉ có thể nhìn Thi Thi cô nương một cái rồi cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình hắn sợ mình bị mê hoặc bởi cặp mắt kia. Vu Trung cùng đám người đường phong không có bị mê hoặc nhưng nam nhân trong túy xuân lâu đã bị mê hoặc gần hết rồi. Hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Cho tới giờ khắc này, đường phong mới thật sự cảm nhận được hàm nghĩa của hai câu trên. Nếu là nói bạch tiểu lại và mặt lưu tô có vẻ đẹp thùy mị, chính là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành thì thi thi cô nương trước mặt chính trước mắt chính là họa thủy mỹ nhân. Nàng ta không có loại sức quyến rũ như hai người kia mà là một loại quyến rũ khác, loại quyến rũ này ngay cả lúc tần tứ nương cố ý làm nũng cũng còn kém giống như là một loại khí chất trời sinh vậy sau khi nàng đi ra đầu tiên là chân thành hành lễ với mọi người sau đó từ từ ngồi xuống bên cạnh có một người mang lên tới một cây cổ cầm sắc thái cổ xưa thi thi cô nương lay động các ngón tay ngọc tiếng đàn uyển chuyển liên miên không dứt từ từ vang lên dần dần khuếch tán ra bốn phía như thủy triều thỉnh thoảng thì chậm rãi như dòng suối róc rách khi lại gấp gáp như thác đổ lúc lại thanh thúy như châu rơi khay ngọc, thỉnh thoảng lường lự như lời thủ thủy bên tai, tiếng đàn giống như muốn nói rõ cảm xúc trong nội tâm của thi thi cô nương, để cho tất cả mọi người đều đắm chìm vào trong đó. Thời điểm thi thi khảy đàn, những thiếu nữ mặt cung trang rực rỡ kia cũng bắt đầu nhảy múa, giống như một đám hồ điệp xinh đẹp không ngừng lượng quanh nàng, đẹp không sao tả xiết, khiến cho người ta chỉ muốn ngoái nhìn, khi khúc nhạc kết thúc, toàn trường tĩnh lặng. Ngay cả hai người thang phi tiếu và đoạn thất xích gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn cũng vẫn còn cảm thấy dư âm văng vẳng bên tai đừng nói là những người khác. Đường Phong cười khổ một tiếng, chết miệng nói, quả nhiên danh bất hư truyền, vị thi thi cô nương này đúng là tài sắc song tuyệt, khó trách lại được nhiều người theo đuổi như vậy. Lúc trước gặp thấy túy xuân lâu náo nhiệt như vậy đường phong còn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng hiện tại sau khi thấy được năng lực thi thi, đường phong có thể hiểu được tâm trạng của những nam nhân kia, hay... Không biết là người nào đột nhiên hô lên một tiếng bao hàm cả chân tình và vui mừng, sau một khắc, tiếng hoang hô vang lên như thủy triều, hay. Khụ, khụ khụ, một thanh âm già nua cũng kêu lớn, bất quá ngay sau đó hắn liền ho lên không dứt, đường phong theo thanh âm cúi đầu nhìn lại thì thấy một lão già đang ho đến đỏ mặt, đứng nghiêng ngã như một cây sắp ngã xuống đất. Mấy người hầu bên cạnh ông ta cuốn quyết đưa tay đỡ lấy, kinh hô, lão gia, lão gia người làm sao vậy? Lão già vỗ vỗ bộ ngực, hữu khí vô lực nói, không được. Ta đau sốc không rồi, mau đưa lão gia trở về. Một người hầu kinh hoảng kêu kêu, lão già liền quả quyết cự tuyệt, ai dám. Ai dám đưa ta trở về, ta cắt đứt, chân chó của hắn. Ta muốn ở lại, đường phong không nhịn được liếc mắt nhìn, thầm nghĩ lão già này tưởng chừng già lắm rồi hiện tại coi lại nhiều lắm, cũng khoảng 40 tuổi mà thôi. Một nốt nhạc đệm này tự nhiên không thể khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Khi thi cô nương nhanh chóng hướng đôi mắt đẹp xuống dưới khẽ gật đầu, đoạn thất xích nhắc nhở, lão thang, đến lượt ngươi ra rồi, thang phi tiếu sửng sốt. Mở miệng nói, chết thật, thiếu chút nữa ta quên mất, vừa nói xong liền tiến lên vỗ bàn. Dùng một chiêu đánh lên bàn gây ra một tiếng vang thật lớn, ngay cả cái bàn cũng bị đánh thủng một lỗ, chương 183, thập diện mai phục. Thường, tiếng động này trực tiếp ác đi tiếng hoang hô khiến ánh mắt mọi người cũng chú ý đến gian phòng thang phi tiếu tức giận quát lên chẳng qua chỉ là kỹ nữ ra ngoài buôn bán phong tình lại có mặt mũi lớn như vậy sao bắt chúng ta chờ lâu như vậy hiện tại mượn vài tiếng đàn rắm chó tới để hí lộng chúng ta sao đường phong rụt đầu lại thầm nghĩ tiếu thúc thật là trực tiếp quá rồi đoạn thất xích cũng ở một bên âm dương quái khí nói theo tiếng đánh rắm của đại ca ta còn dễ nghe hơn cả tiếng đàn của ngươi nữa hai huynh đệ sau khi nói xong thì liếc mắt nhìn nhau rồi cười ha ha một cách quái dị đây chính là gây sự trắng trợn, bới móc không nói đạo lý, tiếng cười của hai người chưa dừng lại đã khiến vô số người tức giận. Trong nhất thời, túy xuân lâu trở nên ầm ỉ, mọi tiếng mắng chửi la hét đều hướng về hai người thang phi tiếu cùng đoạn thất xích, hai người binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, không để ý tới những người này, chỉ dùng lời nói công kích thi thi cô nương, hai tên vương bác đảng kia, dám vù nhục thi thi cô nương, ta liều mạng với các ngươi một thiếu niên thanh tú thoạt nhìn yếu đuối đứng dậy chỉ về phía gian phòng của đường phong mà mắng. Vừa nói vừa đứng dậy lao tới bên này, người này vừa động, lập kích động không ít thanh niên lòng đầy căm phẫn. Những người này cũng muốn thể hiện uy phong trước mặt thi thi cô nương. Bất kể người nào, cho dù già trẻ, cơ hồ có một nửa người hùng hổ đi tới bên này, thang phi tiếu không chút sợ hãi, một cước đạp lên lan can lầu hai, sắn tay áo lên nói, quân tử động khẩu không động thủ nếu các ngươi dám đi lên thì đừng trách đại gia ta bè gãy xương các ngươi. Hiện tại hắn chỉ ước gì những người này tìm đến mình gây phiền toái. Một khi chuyện vỡ lỡ ra vậy có thể buông tay buông chân đại náo một phen rồi. Mục đích hôm nay có thể đạt được, bọn họ chẳng qua là một đám thanh niên học đòi văn vẽ, chỉ muốn chiếm lấy phương tâm mỹ nhân thôi thì làm sao nhận thấy được cái gì là thiên sát địa thí. Nghe con không sợ cọp, những tên này sao có thể tự bôi xấu mặt mình trước mặt nữ nhân mà mình hâm mộ kia chứ. Mắt thấy thang phi tiếu lớn lối như vậy, mọi người lại càng thêm hùng hổ. Nhưng là bọn họ chưa đi được mấy bước thì tiếng đàn của thi thi cô nương lại vang lên một lần nữa, giống như cơn gió nhẹ thoảng qua mặt mọi người, giống như tiếng len ken của sơn tuyền, hoàn toàn hóa giải phẫn nộ trong lòng mọi người. Nàng cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng mỗi người đều có thể biết được điều nàng muốn biểu đạt. Đó chính là mọi việc hay cứ dĩ hòa vi quý đám người tiến lên nửa bước rồi không đi nữa. Tất cả mọi người đều ngửa đầu căm tức nhìn thang phi tiếu, đoạn thất xích ở phía sau nhẹ giọng nói, thật không đơn giản nha, không ngờ tiểu cô nương này còn thủ đoạn lợi hại như vậy, đúng là không đơn giản mà. Thang phi tiếu vẽ mặt nhăn nhó, tiếp tục làm người xấu, làm ra vẻ lưu manh, mở miệng mắng, một đám chuột nhắc, các ngươi cút đi cho đại gia hoặc là nhắm mắt chó của các ngươi lại, để mặt thi thi cô nương. Bọn ta bỏ qua cho ngươi một lần, chờ khi ra khỏi đại môn của túy xuân lâu ngươi sẽ biết tay bọn ta một người trong đó hung hăng nói một câu hù dọa rồi tức giận về chỗ của mình ngồi xuống đoạn thất xích thầm nói làm sao bây giờ khóe miệng của thang phi tiếu co giật hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lại thành ra thế này hoàn toàn không phải là tình huống mà mình đã dự đoán chỉ đành mặt dày hô lên một tiếng cô bé ngẩng đầu lên cho đại gia nhìn ngươi thật kỹ xem kể từ sau khi đi ra thi thi cô nương đều hơi cúi nửa đầu Giờ phút này nghe Thang Phi Tiếu hô lên như vậy, không khỏi hơi ngẩng đầu lên, Thang Phi Tiếu vốn đã bị người khác chán ghét, hiện tại lại lớn lối như vậy, những người còn lại đương nhiên rất bất mãn. Nhưng lúc này đây không có người nào để ý tới hắn, bởi vì trong nháy mắt Thi Thi cô nương ngẩng đầu lên, nam nhân toàn trường đều chuyển ánh mắt lên người nàng, một đôi mắt đẹp, phối hợp cùng với một chiếc mạng che mặt màu đen, một thân y phục đỏ tươi, lộ ra hương vị đặc biệt, khiến người khác ngứa ngáy trong lòng. Thang Phi Tiếu lại được voi đòi tiên, nói, mau gỡ mạng che mặt xuống, thế này thì người khác sao có thể thấy rõ. Đám nam nhân đứng dưới chẳng những không làm khó Thang Phi Tiếu mà còn cùng nhau kêu gọi thi thi cô nương mau tháo mạng che mặt xuống. Bọn họ tới đây đã nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy mặt thật của thi thi cô nương. Loại cảm giác hư ảo này đã sớm dấy lên nỗi hiếu kỳ trong lòng họ, muốn nhìn thử xem rốt cuộc dưới lớp khăn che mặt kia là dung mạo tuyệt sắc giường nào. Trong ánh mắt của thi thi cô nương nhất thời lộ ra một tia khó xử, lộ ra vẻ đặc biệt mảnh mai. Thang phi tiếu thấy vậy liền sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại thấp giọng nói, ta ít, tiểu nha đầu này thế mà lại có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của ta. Thang phi tiếu là nhân vật cỡ nào, người bình thường căn bản không thể nào rung chuyển được nội tâm của hắn, nhưng chỉ một ánh mắt nhu nhược của thi thi cô nương đã có thể khiến hắn động lòng trắc ẩn, mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng cũng đủ khiến thang phi tiếu giật mình chẳng qua đây là đang ở trong kỷ viện, nếu là lúc đối địch thì chỉ một giây thất thần cũng đủ để mất mạng. Vừa lúc đó, một người trung niên phụ nhân mặc y phục hoa lệ đi lên, mỗi bước đi của vị phụ nhân này đều rất ổn định, trên mặt mang theo một nụ cười khiêm tốn, đứng bên cạnh thi thi cô nương cười nói, thi thi cô nương năm nay mới 18 tuổi, vẫn còn là một tiểu cô nương, trời sinh tính tình dễ xấu hổ và nhút nhát, sợ gặp người khác. Trước mặt các vị thế này thì sao nàng có thể gỡ khăn che mặt được? nếu các vị có khả năng khiến thi thi cô nương ưu ái trở thành người nhập màn đầu tiên của cô ấy tự nhiên có thể thoải mái thưởng thức dung mạo của nàng trong khuê phòng rồi bên dưới có người kêu lên ma ma cũng đã hơn một tháng rồi kể từ khi thi thi cô nương tới túy xuân lâu không ai có thể lọt vào mắt của nàng ngươi phải nói cho bọn ta biết làm sao mới có thể chiếm được trái tim của mỹ nhân muốn tiền sao thiếu gia ta có rất nhiều tiền đây phụ nhân trên đài cười nói không lấy tiền thi thi cô nương không giống những cô nương khác muốn làm người đầu tiên của nàng thì một phân tiền cũng không cần tốn chỉ cần ngươi có thể khiến nàng cảm động là được người nọ lại nói thiếu gia ta muốn tướng mạo có tướng mạo muốn thân thế có thân thế trong cả tỉnh an thành này ngoại trừ thiếu gia đường gia ra thì đúng là không ai có thể vượt qua ta thi thi cô nương cái này không được cái kia cũng không được đây không phải là coi người của tỉnh an thành bọn ta là vô năng hay sao phụ nhân nói Tống công tử, ý của thi thi cô nương không phải là thế này. Lúc đám người bên dưới mãi ồn ào thì thang phi tiếu và đoạn thất xích liền mỉm cười, bởi vì người phụ nhân đi tới này nhìn thoáng qua thì giống ma ma của kỷ viện, nhưng nàng ta thật ra lại là địa giai cao thủ. Người khác không nhìn thấu thực lực của nàng ta, nhưng thang phi tiếu và đoạn thất xích lại thấy rất rõ ràng. Không chỉ như thế, nàng ta còn dùng một chút kỹ xảo đặc biệt để thay đổi dung mạo của mình. Thang phi tiếu đang cùng đường phong nói chuyện một lúc Bên dưới đột nhiên lại truyền tới một loại thanh âm nhẹ nhàng, phản phất như thủ thỉ, thanh âm này có một loại cảm giác mị hoặc tự nhiên, nghe thanh âm này, chỉ cần là nam nhân thì sẽ có một chút cảm giác xuân tâm nhộn nhạo, xin các vị hãy bình tĩnh chớ nóng giận, chuyện hôm nay là vì tài đánh đàn của Thi Thi không tốt, để cho khách nhân không hài lòng, khách nhân đã nói vậy nói thì Thi Thi cũng muốn lãnh giáo các vị khách nhân một phen, không biết vị khách quý trên lầu có chịu nể mặt Thi Thi tấu một khúc nhạc để mọi người mở rộng tầm mắt một phen. Thang Phi Tiếu cứng họng, nhất thời im lặng, hãm hại lừa gạt, cướp của đốt nhà, hắn cũng rất rành, nhưng nói tới đàn ca hát sướng thì hắn căn bản là một chút cũng không biết. Những lời này của Thi Thi rõ ràng có chút tức giận vì hành vi tùy tiện của hắn khi này, cố ý muốn làm hắn mất mặt, thanh âm nhỏ nhẹ, lời nói dễ nghe, nhưng cũng kẹp thương đeo gậy, trong bông có dấu châm, đoạn thất xích nhìn có chút hả hê nói, gặp tình huống này, ta xem đại ca ngươi làm sao giải quyết thang phi tiếu tự nhiên có thể một lời cự tuyệt bởi vì nếu cự tuyệt thì không khác gì là tự vã miệng của mình bởi vì hắn vừa không khách khí gì mà khinh bỉ tài đánh đàn của thi thi gian lúc đau khổ vô cùng thang phi tiếu liếc mắt thấy ở đường phong đang miếm môi uống trà cảm giác lo lắng lập tức biến mất vẫy tay một cái nói lấy đàn tranh cho ta không hay ta sẽ cho các ngươi mở rộng kiến thức một đám người ở phía dưới cười vang Thang phi tiếu to lớn vô cùng giống như một con gấu to lớn vừa nhìn là biết không hiểu gì về âm luật, cười cái gì mà cười, đại gia ta không biết đàn thì vẫn còn thiếu gia nhà ta mà. Lúc đang nói chuyện thì đã có người cầm đàn tranh tới, chậm rãi đặt trước mặt đường phong, đường phong cười khổ một tiếng, tiếu thúc, ngươi lại gây phiền toái cho ta. Thang phi tiếu nói, phong thiếu, thủ đoạn tiểu bị nương này thật là lợi hại. Chúng ta vốn là tới đây để đập tiệm, lại bị nàng ta gài vào thế hạ phong thế này. Ta thấy hôm nay chúng ta không cần quậy nữa, thời gian còn dài, cứ thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn chúng, lần sau hẳn tới xử lý. Đường Phong nói, xem ra chúng ta vẫn chưa đủ ác nha, nếu là thật ác nhân, cần gì phải để ý tới nguyên do, trực tiếp đạp đổ túy xuân lâu này là được. Trong lúc mọi người ở dưới còn đang hò hét, Đường Phong thở dài một tiếng, ngồi vào trước đàn tranh, trầm giọng nói, tự bôi xấu rồi. Sau khi gãy nên âm tiết thứ nhất, ngay sau đó, một loại âm luật khí thế hào hùng liền vang lên trong nháy mắt một loại không khí dồn dập khẩn trương liền tràn ngập cả túy xuân lâu thanh âm ồn ào trong nháy mắt liền biến mất không còn gì nữa cơ hội mỗi người đều bị loại âm luật thanh thương hữu lực này khiến cả người căng thẳng loại cảm giác này cũng giống như sát khí nổi lên từ bốn phương tám hướng chỉ cần bất cẩn một chút liền rơi vào vạn kiếp bất phục kèm theo tiếng đàn tranh trong lòng mọi người không tự chủ được liền tưởng tượng ra một vùng đất cuồng phong gào thét đao quang kiếm ảnh lóe lên không ngừng âm thầm công kích hoặc công khai tấn công. Âm điệu lúc nhanh lúc chậm, làm người ta có một loại cảm giác nguy hiểm như đang đi trên mũi đao. Đây là một nhạc khúc rất có lực, có thể hoàn toàn tác động tới tình cảm của người khác, không hề có chút nhu tình nào, có chăng chỉ là sát cơ. Âm thanh càng ngày càng cao, sát khí càng ngày càng rõ ràng, mười ngón tay của đường phong tung bay, cả người phản phất cũng như đắm chìm trong đó, càng không ngừng thể dây đàn, không khí càng ngày càng nặng nề hô hấp của mọi người càng ngày càng dồn dập không ít người tu luyện đã điều động thực lực trong người lên dường như mỗi giây mỗi phút đều có thể bị người khác tấn công vậy một lúc sau đường phong phất hai tay một cái tiếng đàn tranh liền ngưng bạc chỉ chốc lát sau cảm giác hồi hộp trung mình lại theo tiếng đàn tranh dồn dập cất lên cho tới khi lên tới đỉnh điểm thì thanh âm đột nhiên lại ngừng lại mọi người yên lặng đợi chờ một hồi thật lâu áp chế hô hấp của mình nhưng rõ ràng vị công tử trong gian phòng kia đã đàn xong khiến mọi người chê cười rồi đường phong chậm rãi thở ra một hơi điều chỉnh sát khí trong người mình nhàn nhạt mở miệng nói mọi người lúc này mới như giải được gánh nặng chỉ trong thời gian thật ngắn vừa rồi thật sự là khiến bọn họ quá mức khẩn trương khẩn trương tới mức cho rằng nơi này sắp sửa xảy ra một trận ẩu đã không bằng hiện tại đã bình tĩnh lại chỉ cảm thấy cả người mình toàn là mồ hôi lạnh thi thi cô nương và cả người trung niên phụ nhân kia đều nhìn lên vị trí gian phòng của đường phong một lát sau Thi Thi cô nương khẽ hé đôi môi đỏ mọng, ôm nhu hỏi, xin hỏi vị công tử này, khúc đàn ngài vừa gãy tên gọi là gì, tên của nó là thập diện mai phục, đường phong đáp, lời kia vừa thốt ra, thang phi tiếu và đoạn thất xích rõ ràng cảm nhận được người trung niên phụ nhân kia liền khẩn trương, ánh mắt cũng âm trầm hơn, hay cho một khúc thập diện mai phục, tiểu nữ cam bái hạ phong, Thi Thi cô nương tán dương không keo kiệt chút nào, có thể đàn lên một khúc đàn thu hút tâm trí của nhiều người như vậy nàng tự biệt mình vô luận là thế nào cũng không thể làm được như vậy những nam nhân này sở dĩ bị tài đánh đàn của nàng hấp dẫn có phần lớn là bởi vì nghĩ rằng nàng là mỹ nữ mà thôi thi thi cô nương quá khen đường phong ngồi ở bên trong gian phòng lầu hai mở miệng nói ta và ngươi đều biết nói về tài nghệ ngươi cao hơn ta không chỉ một bậc dù sao nam nhân cũng không thể tinh thông đàn hát đường phong chẳng qua chỉ biết biết chút mà thôi không thể tốt hơn thi thi cô nương được chẳng qua là chẳng qua là sao tâm hồn thi thi cô nương không ở đây, cô không thuộc về chốn phong hoa tuyết nguyệt này nên gãy đàn thì khúc nhạc tự nhiên không tương ứng ý cảnh. Còn ta thì không giống, đã đã sát sát chuyện như vậy ta làm hơn nhiều. Ta hiểu rõ sát cơ, cảm thụ được sát cơ, như vậy một khi so sánh thì thi thi cô nương ngươi tự nhiên hội ở vào thế yếu. Trên đài, hai tròng mắt thi thi cô nương thoáng chấp hai lần, toát ra một thần sắc kinh ngạc. Chưa bao giờ có nam nhân nào lại nói với nàng như vậy. Những nam nhân tới đây tìm nàng đều mơ ước giật khăn che mặt của nàng xuống ôm nàng lên trên giường, không có người nào ngoại lệ, nhưng hôm nay có một người nói cho nàng biết, tim mình không ở nơi này, mình không thuộc về cái nơi này. Điều này khiến cho nàng không khỏi kinh ngạc, trong lòng cũng trở nên chua xót. Ai, tại sao hết lần này tới lần khác hắn đã lại nhìn ra, tại sao không phải là người khác, thần sắc thi thi nhất thời ảm đạm rất nhiều, cười lớn nói, vị công tử này thật biết nói đùa. Thi Thi là người trong phong trần nên ở nơi đây làm việc, vừa nói vừa chậm rãi đứng lên gỡ một đóa hoa xuống, đưa cho phụ nhân trung niên đứng bên cạnh, phụ nhân trung niên nháy mắt ra dấu, Thi Thi nhẹ trắng môi khẽ gật đầu, sau đó đi về phía sau đài cao, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng, phía dưới mọi người nhất thời náo loạn, hô to gọi nhỏ, Thi Thi cô nương sao lại đi thế? Còn chưa tới nửa canh giờ mà, mỗi khi Thi Thi ra ngoài biểu diễn đều khoảng nửa canh giờ nhưng hôm nay vẫn chưa tới một nửa thời gian lại đi ra, những người này làm sao đồng ý, chương 184, mời vào màn che, phụ nhân trung niên cười nói, các vị, các vị bình tĩnh chớ nóng, thi thi cô nương đã chọn được ý trung nhân của nàng rồi. Nếu các vị có nhã hứng, bi lâu còn có rất nhiều tuyệt sắc cô nương có thể tương bồi, đâu phải chỉ có một mình thi thi cô nương, nghe được câu này, mọi người nhất thời nổi giận, kêu to, là ai, tên nào được thi thì nhìn trúng, kêu hắn ra đây lão tử sẽ giết chết hắn đánh hắn. Đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn, quần hào xúc động phẫn nộ, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Phụ nhân trung niên mặt không đổi sắc cười nói, Thi Thi cô nương đã được ý trung nhân là người vừa mới trình diễn ca khúc kia. Túy Xuân lâu có quy định của Túy Xuân lâu. Nếu hôm nay Thi Thi đã tìm thấy nam nhân mình yêu thích thì người làm mẹ như ta đây sẽ đưa vị công tử kia đến phòng Thi Thi, kính mong các vị thông cảm chi phí hôm nay của các vị ở túy xuân lâu sẽ được miễn phí toàn bộ vừa nghe lời này mọi người cũng không nửa náo loạn mặc dù đường phong cướp lấy mỹ nhân nhưng trong thanh lâu vô tình bạc nghĩa không ai vì kỹ nữ gây chiến huống chi bữa ăn hôm nay được miễn phí có ai không thích lại còn có thể vui vẻ với mấy cô nương nữa trong phòng đường phong cùng thang phi tiếu nghe được câu này thì vô cùng sửng sốt đường phong không nghĩ tới chẳng qua mình chỉ đàn một khúc lại được thi thi coi trọng thế Thang phi tiếu cùng đoạn thất xích giơ ngón cái về phía đường phong, phong thiếu gia, lợi hại a, à, điều này có gì không đúng, đường phong càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thi thi ở chỗ này hơn một tháng, không có để ý tới bất kỳ người nào, làm sao mình lần đầu tới đã được chọn, hơn nữa mình ngồi ở bên trong, đường phong dám khẳng định, thi thi căn bản là không thể thấy được mình, chẳng lẽ trên người hắn có mùi gì đó. Từ xa nàng có thể ngửi thấy được thang phi tiếu vỗ vỗ bả vai đường phong nói phong thiếu gia nếu ngươi không muốn khiêu khích mọi người thì bây giờ nên nghe theo sắp xếp của bọn họ ngươi thấy đó tất cả mọi người dưới kia đều cho ngươi là cầm thú cướp mất nữ nhân trong lòng họ ngươi nghĩ ngươi có thể an toàn ra ngoài được sao đoạn thất xích nói phong thiếu gia đừng nghe lão thang nói nhảm bất quá ngươi quả thật nên đi một chuyến thi thi cô nương kia không đơn giản ta có một dự cảm xấu ngươi cần đi tìm hiểu nữ nhân này một chút xem xem có phải nàng ta tu luyện bí thuật gì không. Đường Phong khẽ cười một tiếng, đoạn thúc nói như vậy làm ta có cảm giác túy xuân lâu này dường như có ý nhằm vào ta, bằng không, thi thi cô nương tại sao mới gặp một lần đã nhìn trúng mình. Bên trong thành tỉnh An, người biết hắn không nhiều. Hơn nữa hắn lần này đi cùng vu trung cho nên chỉ cần là người hữu tâm có thể suy đoán ra thân phận của hắn, đoạn thất xích gật đầu, đây tuyệt đối là một cái bẫy phong thiếu gia ngươi có thấy thời điểm ngươi nói tên khúc nhạc thì người phụ nhân trung niên kia rất khẩn trương giống như là bị người khác phát hiện ra âm mưu đường phong nói tùy tiện đi dạo một chút không ngờ lại bước vào đầm rồng hang cọp xem ra ta đắc tội không ít người a à. thang phi tiếu nói phong thiếu gia có chúng ta ở đây việc gì phải sợ ngươi chỉ cần làm việc của mình ta và lão đoạn sẽ chờ sẵn ở bên ngoài chỉ cần thấy có cái gì không đúng chúng ta lập tức vọt vào lúc mọi người đang nói chuyện phụ nhân trung niên kia đã cười hít mắt đi tới, cung kính đưa đóa hoa trên tay tới trước mặt, đường phong mở miệng nói, công tử, xuân tiêu một thắt trị giá ngàn vàng, không thể để cho thi thi cô nương đợi lâu được, đường phong ngẩng đầu nhìn mặt bà ta, đột nhiên có cảm giác quen thuộc nhưng đường phong dám khẳng định hắn chưa từng gặp qua nữ nhân này, không biết bà ta dùng phương pháp gì để thay đổi dung mạo của mình, hoặc nhìn không thấy tì vết gì. Nếu không phải thang phi tiếu và đoạn thất xích nhắc nhở, Đường Phong cũng cho đây là hình dạng thật sự của bà ta, thấy Đường Phong nhìn chầm chầm vào mình, phụ nhân trung niên hơi có chút bối rối nhưng rồi bà ta cười lớn che đậy, công tử, thi thi cô nương đang đợi ngài, nếu ngài không đi, người làm mẹ như ta đây thật không yên tâm, Đường Phong cười cười, cầm lấy đóa hoa trên tay bà ta, đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi, gật đầu nói, được thi thi cô nương để mắt, ta làm sao có thể khiến nàng mất nhã hứng, mời bà đi trước dẫn đường, được phụ nhân trung niên thoải mái trong lòng, xoay người đi ra phía ngoài, đi theo phía sau bà ta, vòng qua đại sảnh đi tới một gian nhà riêng trong túy xuân lâu. Trong lầu từng tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên so với vẻ phong hoa tuyết nguyệt của nơi đây thì hoàn toàn không phù hợp. Tới gần lầu, phụ nhân trung niên đột nhiên ngừng lại, quay đầu mỉm cười nói, công tử, thi thi cô nương chỉ mời một mình người, hai vị hộ vệ này và vu tiên sinh. Đường phong xoay người khẽ gật đầu với bọn họ, phụ nhân trung niên lại nói, yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi mấy vị vừa nói vừa vẫy tay với một cô bé đứng trước lầu chờ cô bé đi tới phụ nhân nói dẫn mấy vị đây tới nhà kế mở một bàn tiệc rượu với thức ăn ngon gọi thêm mấy cô nương đi theo dạ cô bé trả lời rồi cười ngọt ngào với đám người thang phi tiếu mời mấy vị đi theo tôi tiếu thúc trước khi đi chớp mắt với đường phong vài cái bộ dạng hèn mọn vô cùng đợi đám người thang phi tiếu rời khỏi phụ nhân trung niên khẽ thở ra một hơi nói mời công tử đi lên, thi thi cô nương đang chờ công tử ở lầu 2, đường phong gật đầu, làm phiền bà rồi, ở nơi này này rất thanh tịnh, mặc dù thỉnh thoảng cũng nghe thấy những tiếng ồn đến từ túy xuân lâu nhưng cũng có thể coi như là một chỗ thanh tịnh rồi, đường phong từ từ đi lên lầu. Trên lầu 2 truyền đến một mùi thơm, đó là mùi thơm của căn phòng. Đường phong vén rèm treo lên thì thấy gian phòng thi thi hiện lên trong tầm mắt. Gian phòng cũng không phải quá lớn nhưng đồ đặt bên trong rất tinh xảo. Bên trong nhà có một bàn, mấy ghế dựa, một cái giường. Trên giường phủ khăn màu đỏ chót khiến thị giác bị kích thích mạnh, trên bàn đã bày mấy món ăn còn có một bình rượu nhỏ, Thi Thi cô nương lúc ngồi bên cạnh chiếc đàn cổ. Ngọc Thủ không ngừng khuấy động dây đàn. Khi nhìn thấy Đường Phong đi vào thì Dương mắt nhìn một cái sau đó vội vàng cúi đầu xuống, nàng vẫn còn đeo khăn che mặt nhưng da bên ngoài lộ ra thì có chút hồng nhuận, Đường Phong mỉm cười nhìn nàng, Thi Thi đứng dậy ôm nhu nói: mời công ngồi, sau khi ngồi xuống, Thi Thi rót cho đường phong một chén rượu. Hai người cách nhau khoảng ba thước, một mùi hương mê người khiến tâm hồn sảng khoái thoang thoảng bay qua đường phong. Đây là mùi thơm khiến người khác cảm thấy thoải mái, đường phong dám khẳng định nàng không có dùng bất kỳ nước hoa nào. Đây chỉ là mùi thơm tự nhiên của cơ thể, tuy nhiên mùi thơm này cùng khí chất của Thi Thi có chút bất đồng, Thi Thi cả người lộ ra vẻ mảnh mai. Nhưng ánh mắt của nàng cùng mùi thơm này rất quyến rũ và phóng đảng. Điều này mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng lại rất hấp dẫn nam nhân. Thuần khiết cùng phóng đảng kết hợp hoàn mỹ, đều thể hiện trên người cô gái này. Công tử sao lại nhìn chầm chầm vào ta thế? Thi Thi bị đường phong nhìn khiến mặt đầy thẹn thùng, căn bản không dám trực tiếp nhìn đường phong. Chương 185, ân Thi Thi, đường phong nói, nếu như ta đoán không sai, Thi Thi cô nương hẳn là biết được thân phận của ta. Thi Thi chần chờ một chút, lập tức nói, trong thành tỉnh An, Nam nhân có thể anh Tuấn như thế này thì sợ chỉ có một người là thiên tú đường phong thôi. Không thừa nhận, cũng không coi là phủ nhận. Thi Thi đã đem câu hỏi ngược về phía đường phong. Ta có thể hỏi một chút không? Tại sao cô nương lại nhìn chúng ta? Chẳng lẽ chỉ vì khúc đàn này, Thi Thi cô nương giận vô nhìn đường phong một cái, chậm rãi nói, thiếu nữ trong lòng hoài xuân gặp phải nam nhân mình thích có điều gì không đúng. Thi Thi thân là người trong phong trần, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy thay vì sau này phải trao với nam nhân mình không thích không bằng hôm nay dân hiến cho đường công tử đường phong cười khẽ một tiếng may mà cô nương không chấp nhặt là do tại hạ đường đột rồi có thể quen biết trong biển người thế này coi như là một loại duyên phận đường công tử chúng ta uống một chén thi thi vừa nói vừa cầm chén rượu đưa cho đường phong đường phong tiếp nhận thản nhiên nhìn vào chén rượu lại nhẹ nhàng ngửi một hơi trong mắt có chút bẩn cật Thi Thi tránh ánh mắt đi chỗ khác, ngửa đầu uống cạn chén rượu của mình, ôm nhu nói, Thi Thi xin kính trước, đường phong cười nói, Thi Thi cô nương có tử lượng tốt thật, người ta là phụ nữ còn uống hết, nếu đường phong không uống thì không phải là nam nhân, nên hắn cùng ngửa cổ cạn sạch, Thi Thi lại rót đầy hai chén, nói tiếp, chén thứ hai này, Thi Thi uống vì có thể gặp được người nhân Trung Chi Long làm nhập màn chi tân, ý nói thân thiết, khách có thể vào chốn riêng tư của chủ, đường phong gật gật đầu đây là vinh hạnh của ta uống cạn xong thi thi lại rót chén thứ ba đường phong mở miệng hỏi chén thứ ba có ý nghĩa gì sắc mặt thi thi có chút ửng hồng trả lời cho dù là nữ tử bình thường trong ngày thành thân cũng có thể uống ba chén rượu vợ chồng thi thi thân là nữ tử phong trần đương nhiên sẽ không có phúc phần này nhưng tục ngữ có câu một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái tối nay thi thi là người của đường công tử sau này sẽ không thể gả cho người khác Thi thi cả gan thỉnh đường công tử có thể uống chén rượu giao bôi. Đường phong vỗ tay nói, hảo. Đề nghị này của thi thi cô nương rất hợp ý của ta. Ta cùng chưa bao giờ uống rượu giao bôi. Hôm nay sẽ thử một lần. Thi thi khẽ cười nói, đường công tử rủ lòng thương. Thi thi vô cùng cảm kích. Nàng vừa nói, vừa vương tay ngọc cầm tay của đường phong. Xuyên qua cánh tay nàng, ánh mắt khẽ cười. Sắc mặt của nàng e lệ, đôi mắt long lanh mị lực vô cùng. Thần thái có thể làm người ta si mê ba chén rượu uống cạn, đường phong nhìn chăm chăm vào thi thi, hai người vẫn giữ tư thế uống rượu giao bôi, thậm chí đường phong có thể nghe được tiếng bang bang trong lồng ngực của nàng, một mùi thơm của cơ thể nồng đậm vô cùng bay vào mùi chàng, có nương, chén thứ ba đã xong, sắc trời cũng không sớm, nàng nói chúng ta nên, những lời này đường phong nói ra, sắc mặt hắn vô cùng tà mị, hai mày cùng nhíu nhíu, thi thi liếc một cái, nhẹ giọng nói, công tử gấp đến vậy sao? Cũng không phải ta gấp, nhưng trong túy xuân lâu này, cô nam quả nữ, dường thơm mỹ nhân, ta thật sự không nghĩ ra còn có thể làm gì khác, ta có thể hỏi công tử mấy vấn đề không, nàng nói đi, thi thi cắn môi, trong ánh mắt có chút dùng dằn, sau đó chậm rãi hỏi, khi công tử đàn khúc nhạc kia, có sát khí toát ra, xin hỏi công tử, đã từng giết người sao, nếu nàng nhận ra ta là đường phong, chẳng lẽ không có câu trả lời cho vấn đề này, thiên tú đường phong, dựa vào thần hồ kỳ âm công bí pháp trong truyền thuyết, giết chết hơn 2.500 người, chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Thi Thi nhướng mày tiếp tục hỏi, có bao giờ công tử nghĩ, người giết chết những người đó, có khi nào không phải tất cả bọn họ đều đáng chết, bọn họ cũng có vợ trẻ con thơ, công tử giết họ, vậy vợ con sẽ ra sao? Đường Phong trầm giọng nói, người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta không buông tha người, nếu ta không giết bọn chúng, hơn 2.000 nữ nhân thiên tú sẽ nhận tai ương, nếu bọn họ thật sự bị công hàm, với trí tuệ của thi thi cô nương, nàng nghĩ xem kết quả của những nữ nhân đó sẽ ra sao, biến thành đồ chơi của người khác. Hay bị bán vào túy xuân lâu thấp hèn. Ta giết chúng, bọn chúng là người, thiên tú nữ nhân cùng là người, thế giới này chính là như thế, có thực lực mới có thể sống sót, chàng giết bọn họ, bạn bè anh em bọn họ lại tìm chàng báo thù, hoang hoang tương báo đến khi nào, thi thi cô nương hỏi ngược lại, tới một người giết một người. Tới hai người giết một đói, nếu có bản lãnh cứ đến tìm ta báo thù, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Vẻ mặt Thi Thi cô nương có chút kích động nói, công tử đang cưỡng từ đoạt lý, chỉ lấy cớ lấp liếm chuyện giết người của mình, càng làm bản thân mình đau đớn thôi. Đường Phong cười lạnh một tiếng, đau đớn. Giết người thì có gì đau đớn? Xin hỏi cô nương, nàng giết người bao giờ chưa? Nếu có, nàng sẽ biết thật ra giết người cũng không phải đau đớn gì ta không phải loại ác nhân lấy giết người làm niềm vui nhưng cũng không phải loại người mặc cho người khác lăng nhục ngươi là ác nhân kẻ giết người nào cũng đều là ác nhân ác nhân đáng chết thanh âm của thi thi vô cùng lạnh lùng nàng sai lầm rồi đường phong chậm rãi lắc đầu ta không phải ác nhân ta là người tốt vì ta đã cứu vớt thiên tú giúp cho mấy ngàn nữ tử kia sống yên bình thế giới này không có trắng đen tuyệt đối còn có màu xám ở giữa hai loại đó nữa người tốt cũng phải chết cô nương đã từng nghe người tốt sống không thọ, tai họa là do trời sao, ta không cần làm người tốt chết sớm, ta chỉ có thể làm ác nhân gây ra tai họa cho người khác, đây là đạo sinh tồn của ta, chẳng lẽ không thể giải quyết mà không không cần giết người sao, còn có biện pháp khác sao, đường phong hỏi ngược lại, đánh rắn không chết bị cắn ngược, thả hổ về rừng họa về sau. Ta tha bọn hắn một mạng, ai dám đảm bảo bọn hắn sau khi khôi phục sẽ không quay lại cắn ta một phát, thi thi cô nương chớp chớp mắt, nhất thời á khẩu, lời nói của đường phong rất khó nghe, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại cũng có vài phần đạo lý. Nhưng lúc này, đường phong đem đóa hoa nhận được từ phụ nhân lúc trước đặt trước mặt của thi thi, thần sắc của thi thi lập tức hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn đường phong, đường phong nhìn cô gái gần trong gan tất, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, túc mộng la, loại hoa này tuy không có độc tính, nhưng nếu đốt đàn hương lên thì có thể kết hợp tạo ra một loại mùi vị có thể làm đầu óc mờ mịt. Hai loại bình thường, khi kết hợp lại cho ta kết quả khó tưởng tượng, giống như đạo lý không thể ăn hải sản cùng lúc với trái cây. Công tử, người đang nói gì? Thần sắc Thi Thi nhất thời trở nên bối rối, có phải nàng đang nghĩ là kỳ quái đúng không? Tại sao lúc này ta còn chưa ngã gục phải không? Trong ba chén rượu kia nàng bỏ không ít độc nhỉ, Đường Phong cười rất tươi, sắc mặt Thi Thi rốt cục thay đổi, thì ra ngươi đã sớm phát hiện ra, không ai dám chơi độc trước mặt ta cả. Đường Phong khinh miệt nhìn đối phương, Chương 186, một tiếng cười tan hận cũ, xóa ân cừu xưa. Thường, nếu ta đoán không sai, sự tồn tại của túy xuân lâu chính là vì muốn hấp dẫn ta đến, mà nàng chính là đòn sát thủ cuối cùng. Nói cho ta biết đi, rốt cuộc là cừu nhân nào muốn lấy mạng của ta, thi thi căm giận rút tay lại, nhưng nàng chưa bao giờ luyện qua võ công, làm sao có thể rút tay ra khỏi sự khống chế của đường phong. Nàng vội la lên, ngươi buông ta ra, nàng nói hết mọi chuyện cho ta ta sẽ buông ra bàn tay to bè của đường phong trực tiếp ôm lấy eo của đối phương hai người dán sát lại với nhau hơi thở của thi thi trở nên dồn dập nàng dùng sức xô ra nhưng không mảy may thoát khỏi đường phong là ngươi ép ta trong vành mắt thi thi đã ẩn hiện nước mắt sau đó chậm rãi nhắm lại sau đó đột nhiên mở lớn ánh mắt của đường phong đột nhiên trừng lớn đôi mắt nguyên bản vô cùng xinh đẹp dễ thương Đột nhiên lúc này lại hiện ra vẻ mị lực, trở nên biến ảo vô cùng. Sau khi tình huống quỷ dị xuất hiện, vốn thi thi đang giải dụa trong lòng ngực hắn. Lúc này lại dở khăn che mặt của mình ra. Sau đó hai tay ôm chầm lấy cổ của đường phong, đem đôi môi mọng đỏ mềm mại dán chặt vào miệng đường phong. Ngọt ngào, mềm mại, đây là cảm giác của đường phong lúc này. Giống như lọt cả người vào một giường bông, làm cho không ai có thể kềm chế, làm cho bản thân hoàn toàn rơi vào bị động thời gian dường như trôi qua thật lâu. Thi Thi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt nàng đã đỏ hồng, nàng vặn người thoát khỏi vòng tay của đường phong, sau đó giơ cánh tay ngọc, từ từ nhẹ nhàng cởi quần áo của mình ra, từng món từng món một được cởi ra vứt xuống đất, những đường cong mê người của nàng từ từ xuất hiện trước mắt đường phong, thật là cảnh đẹp kiều diễm như trong mơ vậy, đến khi trên người nàng chỉ còn một mảnh lụa mỏng vô cùng, nàng ngừng lại, sau đó bắt đầu múa. Những động tác hết sức gợi cảm có thể làm máu của người khác phải sôi lên. Nàng tuy không nói một lời nhưng đường phong lại có cảm giác như nàng đang nỉ non bên tai hắn, mời gọi hắn tiến đến trà đạp thân xác nàng. Thậm chí đường phong có thể cảm giác được trái tim của hắn đang đập dồn dập. Tuy một màn trước mắt có thể làm người ta quên lối về, nhưng đường phong vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Biểu hiện của thi thi lúc trước và sau này khác biệt quá lớn. Làm cho đường phong cảm thấy hình như mình đang mơ, hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, một trận đau nhức truyền đến làm cho hắn lấy lại tinh thần, toàn bộ đều biến mất, bản thân hắn vẫn đang ôm thi thi, nàng cũng chưa cởi quần áo, cũng không hôn môi hắn. Tay của hắn vẫn đang bên hông của nàng, đường phong lấy lại tinh thần trong nháy mắt. Chén rượu đang cầm trên tay bất ngờ rơi xuống đất vỡ nát, mị thuật. Đường phong hoảng sợ nhận ra những gì xảy ra tưởng chừng xảy ra trong thời gian khá lâu. Thật ra chỉ trong chớp mắt mà thôi, bởi vì chén rượu trên tay hắn chỉ vừa mới rơi xuống mà thôi rốt cuộc nàng là ai thanh âm của đường phong đột nhiên trở nên lạnh lùng chưa có ai khiến hắn chịu thiệt thòi nhiều như hôm nay cũng may thi thi này chưa từng luyện qua võ công nếu không khoảng thời gian nháy mắt đó cũng đủ lấy mạng hắn vẻ mặt thi thi vô cùng sửng sốt hiển nhiên không nghĩ tới đường phong lại có thể thoát ra khỏi ảo cảnh nàng liền vùng vẫy muốn thoát ra nhẹ giọng nói nếu ta muốn giết ngươi ngươi đã chết từ lâu rồi vì câu nói này ý niệm muốn một chưởng giết chết nàng ta liền tan biến hắn không ra sức nữa thi thi liền thoát ra khỏi vòng tay của hắn ngay lúc đó vô số tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng ập lại ba cao thủ từ cửa sổ vọt vào phòng phụ nhân trung niên là một trong số đó không chỉ thế trên hành lang còn vang lên vô số tiếng bước chân từ thanh âm mà đoán thì ít nhất cũng có mười mấy người đường phong không chút nghĩ ngợi vung tay ném ám khí trực tiếp vọt đến cửa sổ, khi cước bộ của ba người kia còn chưa vững, phải đối mặt với ám khí liền nhảy tránh, cả người đường phong nương theo ám khí nhảy thoát ra từ cửa sổ, song quyền nan địch tứ thủ, gian phòng của thi thi cô nương nhỏ như vậy, một khi bị những người đó vây quanh, một thân thực lực của đường phong không thể thi triển, huống hồ đối phương có ba tên đại giai cao thủ, còn lại đều là huyền cấp, sử dụng ám khí phá vỡ một con đường, người đường phong còn chưa rơi xuống đất ba đạo kiếm quan đã vụt đến, kiếm khí lãng lệ ác liệt, không chỉ như thế địch nhân xung quanh cũng súng tới chuẩn bị thi triển sát chiêu, nguy cơ trước mắt, đường phong dậm chân lên một thanh kiếm dịch chuyển thân mình giữa không trung rơi xuống trên mặt đất tránh được một kiếp, nhìn chung quanh thì mình đã bị mấy chục người vây chặt, ba địa giai cao thủ cùng từ lầu hai nhảy xuống lạnh lùng nhìn đường phong, màn đêm vừa phủ xuống, nhiều thanh âm động lòng người ồn ào sau túy xuân lâu lại là dương cung bạc kiếm, đường phong ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, bên cửa sổ thi thi đứng ở nơi đó, trong con ngươi hiện lên vẻ không đành lòng nhưng trong thấy đường phong nhìn mình, nàng ấy nấy trốn tránh ánh mắt hắn, đường phong khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới ta chỉ đàn một lần thập diện mai phục các ngươi sẽ khoản đãi ta như thế này, quả nhiên là hợp với tình hình vô cùng, điều này chẳng qua là hắn tùy ý gây nên dĩ nhiên không để ý tới những cái khác, nhưng hết lần này tới lần khác không đến nửa canh giờ đã ứng nghiệm rồi, phụ nhân trung niên cười lạnh một tiếng, đường phong, hôm nay ta xem người chạy đâu, bình thường ngươi chỉ biết núp ở trong thiên tú không ra, chúng ta muốn báo thù cũng không được nhưng không nghĩ tới lần này ngươi lại chui đầu vào rõ. Đường Phong nhìn phụ nhân đối diện nói, túy xuân lầu thật sự là chuẩn bị cho ta rồi. Phụ nhân trung niên cười đắc ý nói, đúng thì sao, chúng ta nghe nói ngươi muốn lũng đoạn tất cả kỹ viện cùng sòng bạc ở tỉnh An Thành, sở dĩ phải mở túy xuân lầu bởi vì chỉ cần nó tồn tại ngươi nhất định sẽ tới đây, thật là hảo thủ đoạn, đường phong khen, nhưng chúng ta có thù oán gì sao? Nếu như trí nhớ của ta không lầm thì ta cùng Lưu Vân Tông không có thù hận mới đúng. Phụ nhân trung niên biến sắc. Sao ngươi biết chúng ta là người của Lưu Vân Tông? Đường Phong cười ha ha nói. Trên đời này không có bức tường nào ngăn được gió. Ngươi cũng quá khinh thường mạng lưới tình báo của Vu Trung rồi. Vu Trung nhất định đã kinh doanh mấy tháng rồi. Có Đường Phong làm chỗ dựa. Hắn ở bên trong tỉnh An Thành hoàn toàn là một tay che trời. Nếu ngay cả tin tức này cũng không biết thì còn lăn lộn làm gì? Nếu ngươi đã biết thì không thể giữ ngươi lại được rồi." Phụ nhân trung niên hiện lên sát cơ, "Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây chuộc tội cho những người bị ngươi giết." Đường Phong lắc đầu thở dài nói, "Ta giết nhiều người như vậy, có thể nói cho ta các ngươi vì ai mà muốn trăm phương ngàn kế giết ta như vậy?" "Bởi vì cự kiếm môn." Phụ nhân trung niên nói, "Trước khi chết nói cho ngươi cũng không sao, thân nhân của những người ngươi đã giết đều có mặt tại đây, không có bất cứ quan hệ gì với cự kiếm môn, trừ Lưu Vân Tông của ta." những người còn lại đều là những thế lực nhỏ bé chúng ta liên hiệp một chỗ chính là vì thân nhân của mình mà báo thù có ân báo ân có oán báo oán ta hiểu nhưng thi thi cô nương thì sao cũng có thân nhân chết trên tay ta sao đường phong ngẩng đầu lên hỏi phụ nhân trung niên nói thi thi là con dâu của ta ngươi nói nàng có thù oán với ngươi hay không nhưng mà bây giờ nhìn lại nàng cũng không đối phó ngươi nữ nhi lớn lên quả nhiên liền là người ngoài thấy nam nhân thì xuân tâm đại động thi thi ở trên lầu nghe được cắn răng không nói một lời đường phong khẽ cười một tiếng cao giọng nói nếu ngày hôm nay ta tha các ngươi rời đi không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào sau này coi như không quen biết thì như thế nào phụ nhân trung niên cười sửng sốt nhưng ngay sau đó nở nụ cười xem ra đường công tử hẳn là còn chưa tỉnh ngủ có muốn ngủ một giấc trên giường của tiểu tiện nhân kia đường phong lắc đầu cười một tiếng hóa giải mọi ân cừu quan gia nên giải không nên kết phụ nhân trung niên nói ít nói lời thừa đi hôm nay không phải ngươi chết thì chúng ta chết cho dù ngươi có đánh chúng ta thành trọng thương ngày sau chúng ta cũng vẫn tìm ngươi báo thù đường phong cao giọng nói thi thi cô nương ngươi nghe được không không phải ta không nhân từ nhưng bản chất thế giới này là thế thi thi đứng bên của sổ cười khổ một tiếng nhất tiếu hóa giải mọi ân cừu đạo lý này ai cũng hiểu nhưng thân tại giang hồ thân bất do kỹ ngươi không muốn giết người nhưng người muốn giết ngươi Hắn nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói với mình đạo lý này sao? Bộ dạng trấn định của đường phong làm cho đám người hoang mang. Người nhát gan vào tình huống này chắc chắn sẽ quỳ xuống xin tha thứ rồi. Nhưng hắn chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại còn quá chút bình tĩnh, làm cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Không biết đường phong còn đòn sát thủ gì chưa dùng đến. Nhưng mà thực lực của hắn chỉ có huyền giai hạ phẩm, cho dù lợi hại hơn nữa có thể tránh được mấy chục người bao vây sao, phụ nhân trung niên nói ngươi cũng đừng có ý quỷ gì. Hai hộ vệ của ngươi đã sớm ngã xuống rồi, đừng hy vọng bọn họ tới cứu ngươi hoặc là mật báo. Thức thời thì nên tự vận trước mặt chúng ta, chúng ta còn có thể lưu ngươi toàn thay, nếu không sẽ loạn kiếm phân thay làm ngươi chết không có chỗ chôn. Hiện tại bọn họ ở đâu? Đường Phong hỏi, phụ nhân trung niên âm lãnh cười dễu cực nhìn Đường Phong, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Đem bọn họ mang lên đây, theo lệnh nhiều người chạy tới nhà bên cạnh sau một lát, hai đại sát thần với vô trung đã bị người ta lôi ra như heo. Những người đó hung hăng vất xuống trước mặt đường phong, còn đạp hai cái cho hả giận. Đường phong cúi đầu xem thang phi tiếu với đoạn thất xích, hai người nằm trên mặt đất còn nháy mắt với đường phong, phong tao vô cùng. Vô trung cũng không nhúc nhích, nằm trên người bọn họ, người vừa bị đạp là hắn. Đường phong cười nói, ta muốn các ngươi chọc bọn họ mấy đau đã rồi hãy nói. Phụ nhân trung niên cười đắc ý nói, mười lần thuốc mê cho dù là địa giai cao thủ cũng không chịu nổi bọn họ ngủ đến ngày mai cũng không tỉnh. U, đường phong gật đầu, ta có thể hỏi ngươi một chút, sau khi giết ta các ngươi sẽ xử trí bọn họ thế nào? Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời, bởi vì quyết định của các ngươi sẽ là kết quả sau này của các ngươi. Phụ nhân trung niên cười nói, còn cần suy nghĩ sao? Tự nhiên là giết toàn bộ, ngươi cho rằng ta sẽ thả bọn hắn để bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Đường Phong nói, nhưng hai người hộ vệ là người vô tội đi theo ngươi thì cũng thế mà thôi, bây giờ bọn hắn không giết người, không có nghĩa là sau này cũng vậy, nói cho cùng vẫn là vì bản thân các ngươi. Sợ bọn họ đem chuyện hôm nay tiết lộ cho nên diệt cỏ tận gốc, ngươi nghĩ thế thì nói thẳng ra cần gì đạo đức giả như thế, phụ nhân trung niên sắc mặt xanh lét, hiển nhiên là bị đường phong nói trúng tâm tư. Lập tức quát lên, đúng thì sao? Diệt cỏ tận gốc là điều căn bản ai cũng biết, tốt. Đường Phong cười một tiếng giơ ngón tay với đám người đối diện, ta muốn chính là như vậy. Trong lúc nói chuyện sắc mặt Đường Phong âm trầm nói, tiếu thúc, đoạn thúc nên đứng lên làm việc rồi. Vốn đang nằm trên mặt đất hai người vừa nghe thấy thế liền đứng lên, nhóm người vây bắt Đường Phong sợ hết hồn. Phụ nhân trung niên biến sắc lẩm bẩm, làm sao có thể, đây chính là gấp 10 lần thuốc mê, nếu là mình uống một chén coi như nằm xuống một năm cũng chưa tỉnh. Nhưng hai người kia sao lại không việc gì? hơn nữa còn ra vẻ bị mê mang lừa gạt mọi người. Thang phi tiếu cùng đoạn thất xích trấn giữ ở thiên tú là một chuyện bí mật. Cả thiên tú chỉ có mấy người là biết thân phận của họ. Lần trước cự kiếm môn đột kích không người nào còn sống để truyền tin tức về. Phụ nhân trung niên chỉ nghĩ đó chỉ là hai hộ vệ bình thường, có ai ngờ đó là hai đại sát thần. Thuốc mê kia quả thật đối với địa giai cao thủ trở xuống thì có hiệu quả, nhưng thang thúc với đoạn thúc là thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Sau khi đường phong uống rượu thuốc thất tình cô thì không nói bách độc bất xâm nhưng thuốc mê đối với hắn không có hiệu quả, chứ đừng nói là thang thuốc với đoạn thuốc. Hai người có uống nữa cũng không có chuyện gì, đường phong nhìn vu trung nằm trên mặt đất hỏi, hắn thì sao, tiếu thúc cười ha hả một tiếng nói, hắn ngủ thật. Bằng không cả ba chúng ta đều tỉnh thì họ sẽ buồn lắm, vu trung cũng là bị hai đại sát thần làm hại. Hắn mặc dù không biết thân phận hai người nhưng cũng biết hai người lợi hại. Hiển nhiên Vu Trung đi với hai người không có bất kỳ cảnh giác gì cả, nhìn hai người uống rượu hăng say, hắn cũng không do dự uống mấy chén, kết quả là ngã nhào trên bàn, phong thiếu, những người này xử lý thế nào, thang thúc mở miệng hỏi, đường phong nheo mắt lanh lùng nhìn họ, Dết, tàn nguyệt như máu, mảnh đất này đêm nay nhất định sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ, phụ nhân trung niên giật mình hoảng hốt nói, chẳng lẽ các ngươi là thiên giai cao thủ, lời vừa thốt ra mọi người hoảng sợ biến sắc bọn họ chỉ có ba địa giai cùng hơn 20 huyền giai, nếu có một thiên giai cao thủ ở đây thì ai có thể ngăn cản, hiện tại biết đã chậm, thang phi tiếu âm trầm cười, phụ nhân trung niên sắc mặt thay đổi, kế hoạch lần này tuyệt đối bí mật, kể từ khi đường phong kỳ hào thu nạp tỉnh an thành dưới đất thế lực thời điểm, bọn họ cũng đã đang chuẩn bị rồi. Mọi phương diện chuẩn bị không chê vào đâu được, vốn cho là ở túy xuân lâu mới hấp dẫn được đường phong, để cho hắn tự chui đầu vào lưới thật không nghĩ là không có được bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì đường phong hoàn toàn không từ thiên tú đi ra, dĩ nhiên bọn họ không nghĩ tới đường phong ở khúc đình sơn. Sau khi phụ nhân trung niên dẫn thi thi tới túy xuân lâu, làm làm cho nàng giả mạo nữ phong trần, hấp dẫn bằng ánh mắt kia. Đợi hơn một tháng, rốt cục đường phong xuất hiện ở túy xuân lâu, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, hết lần này tới lần khác như dự định, nhưng đột nhiên xuất hiện hai thiên giai, có hai thiên giai lúc này, phụ nhân trung niên biết rõ đoàn người của mình không có khả năng chạy thoát rồi. Dốc lòng tới tận đây, phụ nhân trung niên lập tức ra quyết định, cao giọng hô, giết đường phong, báo huyết thù. Cho dù ngọc đá vỡ nát, cũng muốn giết chết đường phong ở nơi này, theo mệnh lệnh của nàng truyền ra, mấy huyền giai cảnh giới hô lớn, giết đường phong, báo huyết thù, khẩu hiệu dồn dập. Mấy người không có bất kỳ động tác phòng ngự nào, chỉ có dũng cảm tiến lên, chương 187, tri nhân tri diện bất tri tâm. Biết người biết mặt không biết lòng, đoạn thất xích thậm chí không có bất kỳ động tác, bóng người nhoáng một cái đã đứng trước mặt đường phong, chậm rãi dơ lên bàn tay của mình, lấy tay làm đao khinh khinh chém ra phía trước, đây phản phất chỉ là tiện tay làm ra, không có bất kỳ khí thế gì, không có cả ánh đao phát ra, một chưởng phát ra, mấy tên huyền giai cao thủ từ trên không trung rơi xuống, vẫn bảo chi tư thế công kích, sau một khắc, sắc mặt mấy người trở nên trắng bệch, ngã trên mặt đất, thất khiếu tràn máu, bọn họ không chết chỉ là bị thương nặng mà thôi. Hai, đoạn thất xích chậm rãi lắc đầu, đối với sự khống chế đau ý của mình vẫn không hài lòng. Từ sau khi nghe Đường Phong nói về vô chiêu thắng hữu chiêu, hắn và Thang Phi Tiếu đã hiểu ra rất nhiều. Bây giờ hắn giơ tay nhất chân bình thản nhưng chiêu thức so với trước kia có lực sát thương cao hơn nhiều. Có thể nói chỉ vì hai câu nói kia, thực lực của hai đại sát thần tăng lên một đoạn, mười năm chưa động, chỉ nói chuyện với Đường Phong tự nhiên thông suốt bởi vì tư chất bọn hắn rất cao, nếu là người khác thì lại không nghĩ tới như thế. Đoạn thất xích đánh ra một chưởng, mặc dù bằng mắt thường không nhìn thấy được đau khí cũng không tạo thành bất kỳ ngoại thương gì nhưng thật ra đã thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, đánh cho hắn thành trọng thương. Như thế vẫn chưa đủ tốt, tốt nhất là sau khi địch nhân bị thương máu tươi sẽ không chảy ra từ thất khiếu. Tuy có mấy người ngã xuống, nhưng cũng không ngăn cản được tâm tư báo thù của những người đó tuy thực lực không bằng đường phong nhưng cừu hận lại là khắc cốt minh tâm. Tuy biết hôm nay không cách nào chạy trốn nên bọn họ ôm ý chí liều chết cũng muốn giết đường phong, lại có mấy người cầm vũ khí từ bên cạnh sông tới, thang phi tiếu đẩy ra một chưởng, vốn là hai thanh trường kiếm đâm về phía đường phong nhưng không giải thích được lại quay ngược trở lại đâm vào lồng ngực của mình, máu tươi vẩy ra, mấy người đồng thời té xuống, nghĩ không thông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn họ rõ ràng xông về phía đường phong nhưng trong nháy mắt lại tự giết lẫn nhau. Hai đại sát thần sẽ không đích thân giết người, bọn họ khổ cực hơn 10 năm để hóa giải sát khí trên thân mình, nên sẽ không vì mấy tên tôn tép này mà phá hư thành quả của mình. Hai người tùy ý động thì gần 10 tên huyền giai ngã trên mặt đất, hoặc chết hoặc trọng thương. Tràng diện quỷ dị làm cho người ta hoảng sợ, còn dư lại hai phụ nhân trung niên chuẩn bị quan sát thực lực của địch nhân tất cả đều mặt xám như tro tàn phụ nhân trung niên mặc dù đoán được thang phi tiếu và đoạn thất xích là thiên giai, nhưng là không biết thực lực cụ thể của họ. Nhưng nhìn lại, hai người này cho dù đứng trong hàng ngù thiên giai cao thủ cũng là cao thủ đứng đầu, lần này sao có thể giết đường phong. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt mang theo toàn bộ thực sông lên liều chết. Đường phong vốn đứng nguyên tại chỗ nhưng khi những người kia súng lại hắn rốt cuộc cũng động. Dưới tàn nguyệt, ám khí xuất quỷ nhập thần như bồ đòi mạng, Đường Phong hiện tại là huyền giai hạ phẩm cùng với tố chất thân thể lại dùng kỹ xảo bắn ra ám khí, cho dù là ngang cấp vận khởi cương khí hộ thân cũng khó mà ngăn cản được. Ám khí bay ra, bảy tám người kêu thảm té xuống, thang phi tiếu cùng đoạn thất xích hai người giống như đi dạo, chậm rãi huy trưởng, không ngừng có người té xuống. Không thể đứng lên ngay cả mấy tên địa giai cao thủ cũng không thể ngăn cản nửa chiêu. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người hầu như chết hết không còn trong đó hầu hết là do thang thúc cùng đoạn thúc thi triển thủ đoạn để bọn họ tự giết lẫn nhau. Phụ nhân trung niên bị trúng một đạo vô hình đao khí của đoạn thất xích, thất khiếu tràn ngập máu tươi nhưng lại gắn gượng không có ngã xuống. Hắn lấy thi thể của đồng bạn che chở cho mình không để ý tới đám người đường phong trực tiếp chạy lên lầu 2. Bên cửa sổ lầu 2, cô nương thi thi đã sợ đến mức ngồi sổng xuống, ôm đầu co rút ở đó. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy tràn diện máu tanh như thế, khi có người chết đầu tiên nàng đã bị kinh sợ. Một màn máu tanh như vậy giống như bóng ma trong lòng không thể xóa nhòa. Phụ nhân trung niên đi lên, nàng hoảng sợ hét lên nhưng ngay sau đó bị phụ nhân bắt lại chặn trước người của mình. Đường Phong cùng hai đại sát thần nhìn lên cảm thấy không giải thích được. Đường Phong nói, ngươi muốn làm cái gì? Phụ nhân trung niên để vũ khí trên cổ thi thi, cố nén thương thế cười lạnh nói. Đường Phong, ta biết ngươi thích nha đầu này, nếu như ngươi không muốn nàng chết thì ngay lập tức tự sát cho ta. Thang phi tiếu và đoạn thất xích sửng sốt nhưng ngay sau đó cùng cười phá lên, trừng lớn, quả nhiên chim nào cũng có, đường phong cũng có chút dở khóc dở cười, không biết đầu của phụ nhân trung niên này có phải hay không bị cửa kẹp dễu cực nói, ngươi thật là ngu ngốc, ta cùng thi thi cô nương không quen không biết, ngươi giết nàng thì có quan hệ gì với ta, muốn ta tự sát, ta ngu ngốc như vậy sao, hôm nay là lần đầu tiên mình thấy thi thi, nam nhân với mỹ nữ tự nhiên là có hảo cảm đường phong không phủ nhận nhưng khi hắn biết thi thi tham gia đối phó mình thì hắn cũng động sát tâm nếu không phải trước đó thi thi hảo tâm nhắc nhở hắn thì lúc này hắn đã giết nàng rồi hắn không muốn giết nữ nhân cũng không muốn bị nữ nhân ám toán coi như mình thích thi thi dưới tình huống này mình cũng không thể tự sát mình còn không ngu đến trình độ này phụ nhân trung niên cũng không có biện pháp hôm nay hắn khó thoát khỏi cái chết chỉ muốn kéo theo đường phong làm đệm lưng vừa rồi đường phong nói nhiều lần để thức tỉnh thi thi nên hắn mới nghĩ ra biện pháp này ngươi nghĩ là ta nói giỡn phụ nhân trung niên khẽ dùng sức dù là ban đêm nhưng đường phong cũng nhìn thấy vết máu trên cổ thi thi nàng kinh hoảng nhìn đường phong trong ánh mắt có một chút mong đợi với dãy dụa là một cô nương còn đang mơ mộng nếu có một nam nhân vì mình vì mình đang lên tất cả ngay cả sinh mệnh nhưng đây chỉ là nằm mơ trên thực tế nàng cũng không nguyên ý thấy loại chuyện này phụ nhân trung niên nhẹ giọng nói bên tai thi thi dùng mỹ thuật đối phó bọn họ chỉ cần trong chốc lát ta có thể giết đường phong thi thi nhìn đường phong kiên định lắc đầu phụ nhân trung niên lạnh lùng nói ngươi thật là coi trọng hắn ngươi là người của lưu gia đừng quên mục đích của ngươi là vì phu quân đã chết sớm mà báo thù vốn là qua hai tháng nữa các ngươi có thể thành thân nhưng hắn đã chết trên tay đường phong thi thi cười khổ một tiếng thì ra ngươi cũng biết ta là người của lưu gia vậy tại sao ngươi còn bắt ta làm con tin, ta còn biện pháp khác sao? Phụ nhân cười thảm một tiếng, phu quân của ta, phu quân của ngươi đều bị đường phong giết, hôm nay chỉ cần giết được hắn, ta và ngươi đều chết thì có làm sao? Thi Thi nói, bị hắn giết chẳng qua là vạn bất đắc dĩ, nếu không chọc đường phong thì làm sao hắn sẽ giết người? Tiểu tiện nhân, phụ nhân trung niên cười lạnh một tiếng, ngươi biết hắn bao lâu? Lại bao che hắn như thế, ngươi chỉ là giả bộ như thế chả lẽ muốn coi như là thật. Thi Thi lạnh lùng nói, là ngươi nói cho ta biết. Đường Phong là người xấu không chuyện ác nào không làm. Nhưng hắn cũng không phải là người như thế, tri nhân tri diện bất tri tâm. Ngươi có thi triển mỹ thuật hay không, ta cho ngươi ba tức thời gian, ta không cầm cự được lâu hơn rồi. Chương 188, cặp mỹ nhãn vô song, ngươi giết ta đi, thi thi chậm rãi nhắm hai mắt, cốt ta sẽ thành toàn cho ngươi, đưa ngươi đi gặp con ta xem như thành toàn tâm nguyện của hắn phụ nhân trung niên sắc mặt hung ác chuẩn bị dùng sức cắt đứt cổ thi thi, nhưng sau một khắc, nét mặt của nàng cứng ngắc, bởi vì vô luận dùng sức như thế nào nàng cũng không thể nhúc nhích một chút. Thang Phi Tiếu cười lạnh nói, ngươi coi cách không thủ của ta là giả ư, dùng tay phát động kinh khí cách không, phụ nhân trung niên căn bản dự liệu được tình thế quỷ dị như vậy, mụ ta hoảng hốt nhìn xuống, ánh mắt dường như mờ đi, dẫu dùng toàn lực vẫn không thể nào huy động được binh khí chút nào, thừa dịp đối phương phân tâm, Đường phong vung tay tạo thành một đường cong, hai thanh phi đao lấp lánh hàng quang lao đi giữa màn đêm, trong chớp mắt đã công kích tới thẳng mặt mụ, phập phập, hai tiếng khẽ vang lên. Một thanh phi đao cắm vào cổ tay phải đang cầm kiếm của phụ nhân trung niên, xuyên vào tận xương cốt. Phi đao còn lại đâm trúng tròng mắt mụ ta, đạo lực cường đại cuốn bay mụ. Thân hình tựa như diều đứt dây bay ngược lại đằng sau, lộn nhào xuống đất. Sắc mặt mụ ta còn phản phất vẻ không cam lòng một sợi nhiễu bị phi đao chặt đứt. Từ trên mặt thi thi rơi xuống. Trong khoảng khắc vừa xong, phi đao xẹt qua mặt nàng, thậm chí nàng có thể cảm nhận được hơi lạnh tựa băng từ nó. Cái chết của phụ nhân trung niên không hề đem lại chút hoảng hốt nào cho nàng. Tối nay sự chết chóc đã quá nhiều, hắn chỉ còn câm lặng. Trên thế gian này, đâu là thiện, đâu là ác. Vốn cho rằng những kẻ đốt nhà giết người đều là những kẻ xấu xa, ấy vậy mà lại dạy cho mình nhiều đạo lý thật không ngờ có kẻ mà trên danh nghĩa là thân nhân của mình lại kề kiếm lên của mình đem mình ra làm con tin kẻ nào mới là thủ đoạn nhan hiểm đây ai là người tốt ai là người xấu phụ nhân trung niên dù sao trên danh nghĩa cũng là bà bà của nàng đối diện với kẻ đã giết bà ta kẻ đã giết người phu quân vốn không nguyện ý gả cho đó đáng lẽ mình phải vô cùng thống hận hắn mới đúng nhưng tại sao lại cảm thấy dường như được giải thoát vậy trong lòng nàng cũng chẳng hề chất chứa nhiều hận ý cảm giác đó làm cho trong lòng thi thi cảm thấy tội lỗi nàng nhìn đường phong với ánh mắt phức tạp muốn mình thật quất hận gã này nhưng lại không thể không những thế trong lòng còn cảm thấy chút đau đớn phi đau vừa bay sát gò má thiếu chút nữa đã làm thương tổn mình lẽ nào hắn không sợ lỡ tay ư đường phong đứng dưới hướng lên thoáng nhìn thi thi rồi xoay người lại vừa ngắm nghía quan cảnh ồn ào náo nhiệt của túy xuân lâu vừa nói từ giờ trở đi đổi sang họ đường nhé thi thi từ từ nhắm đôi hàng mi hai giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống nàng cũng không hiểu tại sao mình rơi lệ nữa vu trung cùng hai người thang phi tiếu và thất xích cuối cùng cũng tỉnh lại vu trung đỏ bừng mặt xấu hổ tới mức hận không tìm được cái lỗ nào mà chui xuống trong số bốn người không nói đến thang phi tiếu cùng thất xích đến người thực lực kém cỏi nhất như đường phong còn cũng không trúng độc thế mà từ đầu đến cuối hắn nằm hôn mê không được tích sự gì hỏi sao không xấu hổ cơ chứ, đã có mấy chục người mất mạng nơi này, khắp chốn đều vương mùi máu tanh. Vu Trung tỉnh lại cũng hiểu được đã phát sinh sự tình gì. Vu Trung nhanh chóng ra ngoài gọi đám thủ hạ của mình xông vào, chuẩn bị dọn dẹp, thuận tiện tiếp nhận sản nghiệp túy xuân lâu. Đường Phong liền đem những âm hồn người chết đã ngưng luyện ra, rồi tra cứu ký ức của phụ nhân trung niên. Mụ ta nói không sai, những thứ này là để đối phó với người của mình, vì mối thù trước kia đã giết 2.500 thân nhân của bà ta. Mặc dù bản thân bà ta là người của Lưu Vân Tông nhưng phu quân và con trai bà ta thì không, bọn họ là thành viên của Lưu gia tộc, nằm trong khu vực thiên tú, bị cự kiếm môn đem lên trên tàu cướp biển. Kết quả toàn bộ thiệt mạng khi tham gia công kích thiên tú, thù giết chồng vốn là không đội trời chung, nghe được tin đường phong chính là thủ phạm đã hạ sát 2.500 người kia, phụ nhân trung niên dĩ nhiên nhằm ngay tới đường phong vì không muốn đem lại phiền toái cho Lưu Vân Tông nên lần này nàng ta cố ý thay đổi dung mạo. Sở Dĩ Đường Phong cảm thấy gương mặt nàng có phần quen thuộc cũng có thể do âm hồn phu quân nàng hoặc âm hồn nào đó đã gặp qua, nhưng Đường Phong đã tra xét nhiều âm hồn như vậy, tất nhiên không thể nhớ rõ ràng hết, hơn nữa nàng ta cố ý che giấu gương mặt thật của mình cho nên chẳng thực sự nhận ra, chỉ có cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi. Ngoài ra, cũng quan hệ với Thi Thi cô nương khiến hắn thoáng thổn thức. Tên đầy đủ của Thi Thi là Ân Thi Thi, chính là người của Lưu Vân Tông, nhưng địa vị của nàng chỉ là thấp kém nhất, do nàng căn bản chưa tu luyện bất cứ công pháp nào nên cơ thể không hề tồn tại cương khí. Có thể nói, bản thân nàng chẳng có chút thực lực nào, ở trong Lưu Vân Tông, nàng chẳng qua chỉ là một người phụ trách những việc lặt vặt mà thôi, nhưng khác người ở chỗ, nàng bẩm sinh có một đôi mỹ nhãn, ánh mắt đến mê người, cặp mỹ nhãn thần kỳ vô song thường thì đối với những người không biết nội tình chẳng chẳng qua chỉ cảm thấy ánh mắt nàng khá quyến rũ chỉ khi nào nàng thi triển mỹ thuật thì có thể làm người đối diện phát sinh đủ loại ảo giác làm cho người ta khó lòng phòng bị chết mà chẳng hiểu sao mình chết thi thi vốn là một cô nhi từ nhỏ lớn lên trong lưu vân tông cặp mị nhãn của nàng xuất hiện năm lên bảy tuổi ngay cả bản thân nàng cũng không giải thích nổi tựa như bỗng nhiên có vậy điều bí mật này chẳng ai biết cho đến một ngày vô tình phụ nhân trung niên nhìn thấy bà ta thấy thi thi lớn lên trông khá thuận mắt ngoại trừ một vết chàm làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài không ngờ lại sở hữu mị nhãn cho nên có ý gán ghép cho con trai mình một cô bé thuộc địa vị thấp kém nhất trong lưu vân tông bình thường chưa từng trải qua tu luyện đột nhiên có người đối xử với mình tốt như vậy tựa như mẫu thân của mình thi thi cảm động đến rơi nước mắt dù sao phụ nhiên trung niên cũng là địa giai có chút thế lực trong lưu vân tông cho nên thu nhận thi thi định truyền thụ công pháp của bà ta cho nàng tu luyện nhưng kỳ lạ thay vô luận thi thi tu luyện thế nào cũng không đạt được hiệu quả tựa như nàng bẩm sinh không thể tu luyện vậy cứ thế ba năm trôi qua nàng cùng phụ nhân trung niên đành bỏ cuộc thi thi dần trưởng thành phụ nhân trung niên ngỏ lời với nàng rằng muốn gả nàng cho con trai của mình đối với ân nhân đối xử với mình như hiền mẫu thi thi tất nhiên không thể chối từ nàng cũng đã gặp gã đó một lần chỉ đứng từ xa nhìn lại lúc ấy là khi gã đến thăm mẫu thân trong lưu vân tông thời điểm đó kẻ ấy lại đang kinh bạc một thị nữ bản tính cả nam nhân này như thế nào thi thi không rõ ràng lắm nhưng có thể khẳng định bản thân mình không hề thích lắm thậm chí càng này càng có cảm giác bài xích nhưng có cách nào khác đâu nàng chẳng thể khước từ phụ nhân trung niên giờ đây tất cả đã qua phụ nhân trung niên đã chết con bà ta cũng bỏ mạng đều chết dưới tay kẻ mà mình thống hận đường phong hoặc nhìn hắn trẻ hơn mình mấy tuổi nhưng sao lại hung tàn đến vậy? Giết người không mảy may chớp mắt, chẳng lẽ hắn coi rẻ mạng người thế sao? Nhưng cũng vì sự bá đạo và hung tàn đó khiến cho người ta cảm thấy rất an toàn. Chương 189, huyết tẩy linh thú đường. Thường, Thi Thi vẫn đứng lặng bên cửa số lầu 2, chẳng hề nhúc nhích, ngay cả khi vu trung dẫn người tới mang thi thể phụ nhân trung niên xuống, nàng ta cũng không có chút phản ứng. Thang Phi tiếu lén kèo đường phong, thấp giọng hỏi, phong thiếu gia, chẳng phải nha đầu kia thực sự để ý người sao ánh mắt nàng ta rất thú vị đấy nhé chớ nói bừa tâm thần đường phong thoát khỏi nội tâm ra ngoài thoáng liếc qua thi thi nhíu nhíu mày mà nói giờ đây hắn không biết phải xử lý nữ nhân này thế nào nếu theo cách hành sự của mình diệt cỏ phải diệt tận gốc tránh lưu họa mai sau dù thế nào thi thi cũng đã hạ độc vào rượu của mình lại còn dùng mỹ nhân kế với mình nữa xem xét theo góc độ này nàng ta chính là kẻ địch của mình nhưng sau đó nàng đã ngầm nhắc nhở mình làm cho mình rời khỏi nơi đó mặc dù đối với đường phong điều ấy không trọng yếu nhưng cùng chính vì thế khó thể coi nàng như cừu nhân càng khó có thể hạ thủ diệt trừ hậu họa đoạn thất xích bên cạnh nói phong thiếu gia chi bằng đem nàng về làm thị nữ ánh mắt của nha đầu này rất được hầu hạ bên cạnh người chắc không tính là xấu mặt lắm đường phong cười khổ mà nói ta nào dám thử nghĩ nếu thi thi hàng ngày dùng mỹ thuật để đối phó với mình, chẳng rõ mình có thể kháng cự được hay không, đến khi đó thú tính nổi lên, khó tránh gây ra sai lầm. Tiếu Thúc Kỳ nói, ấy, phong thiếu gia, trên đời này còn có chuyện người không dám làm sao. Chẳng qua là thu một nàng thị nữ, tùy tiện làm ấm giường thôi mà. Đường phong đang định nói một chút với hai người về thông tin mình thu thập được, bỗng nhiên có một luồng khí thế cuồng bạo cực điểm từ phía đông lao tới, cổ khí thế này kiệt ngạo bất tuần, hơn nữa còn mang theo sát khí xung thiên, sắc mặt hai đại sát thần thoáng biến đổi, trở nên ngưng trọng bởi vì cổ khí tức này khá quen thuộc, ngày hôm qua đã một lần cảm thấy rồi, đoạn thất xích toát lên vẻ kinh ngạc nói, khiếu thiên lang, thang phi tiếu trầm giọng nói, tại sao súc sinh này đã tới thành tỉnh An rồi nhỉ, đường phong cảm thấy ván vất, vội vàng phất tay, đi thôi. Hai đại sát thần chỉ cho rằng cổ khí thế kia do khiếu thiên lang phát ra nhưng đường phong thì biết rõ việc linh khiếp nhân hiện đang đoạt thân khiếu thiên lang. Khí thế vừa rồi cũng chỉ là do tinh hồn của Linh Khiếp Nhan bị áp chế trong dây lát nên khiếu thiên lang mới hiện nguyên hình đó thôi, nhẫm tính toàn bộ thành tỉnh An. Chỉ có hai đại sát thần là có thực lực ngang ngửa với Linh Khiếp Nhan và khiếu thiên lang, vậy nguyên nhân nào gây phát sinh sự tình đó đây? Đường Phong không hiểu nổi, rốt cục có kẻ nào dám động thủ trên đầu Thái Tuế, dây dưa với khiếu thiên lang, làm nó nổi giận. Súc sinh này căn bản chỉ có Linh Khiếp Nhan mới kiềm chế nổi, nếu mà nó đắc thủ, e rằng cả thành tỉnh An này khó tránh khỏi tai kiếp. Túy Xuân Lâu chìm trong hỗn loạn vì khi Vu Trung dẫn người tới đã nhân thể báo cho mọi người biết từ giờ về sau Túy Xuân Lâu sẽ do hắn quản lý. Trong lúc cấp bách, Đường Phong chi kịp dặn dò hắn một câu, ngươi phụ trách giám thị thi thi, chờ ta quay lại sẽ xử lý sau. Mặc dù Vu Trung cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp, rõ, hai đại sát sát thần đến vừa kịp lúc, nhưng chưa đợi họ tới nơi gặp chuyện không may thì đã có một tiếng sói tru rung trời lỡ đất từ trong truyền ra chỉ một tiếng gầm này trực tiếp khiến tỉnh an thành muốn nổ tung trong luồng khí tức mà chỉ có người tu luyện mới cảm nhận được người bình thường căn bản không thể nhận ra được nó nhanh thanh âm này cũng thật sự tiến vào màn nhĩ của tất cả thoáng chốc vô số người thất kinh chạy về báo nguy nhưng căn bản không hề biết chuyện gì đang xảy ra lát sau ba người kia rốt cục cũng đến tận nơi vừa hay chính là nơi Đường Phong có chút quen thuộc, vừa đáp xuống, hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên, sao lại là Linh Thú Đường. Lần trước, khi Đường Phong từ trong khúc đỉnh son đi ra, đã gặp qua mấy người của Linh Thú Đường. Hơn nữa, qua chuyện trò với họ, Đường Phong có thể suy đoán được Linh Thú Đường hẳn an bài một phân đường tại thành tỉnh An. Mục tiêu chủ yếu của Linh Thú Đỉnh chính là thường xuyên vào khúc đỉnh sơn bắt những con Linh Thú còn non thú non có thể công kích không biết mang đi đâu còn những con không thể công kích được đem đi bán. Dù sao đối với bọn họ, đường phong không thù không oán, nên cũng chẳng quan tâm, nhưng mà giờ đây, khiếu thiên lang lại đang khoái đảo phong vân bên trong, thậm chí còn chưa xâm nhập vào bên trong linh thú đường. Đường phong đã nghe thấy thấp thoáng từng tràn âm thanh kêu la thảm thiết tựa như tiếng người bị cắt chém vậy. Cùng với đó còn những tiếng va chạm mãnh liệt, bên trong linh thú đường đã thành bài chiến trường, nồng nặc mùi máu tươi một nam nhân toàn thân nhuộm máu loạn choạng từ trong chạy ra, trên bụng đã bị thủng một lỗ lớn, khuôn mặt tràn đầy nổi hài hùng. Hắn chạy tới cửa thì không gượng được nữa, ngã nhào xuống đất, vươn tay về phía đám người đường phong, giọng đức quảng nói, cứu, cứu mạng với, vừa dứt lời, cánh tay kia đã thõng xuống. Thang phi tiếu tiến lên xem xét một hồi, ngẩng đầu lên nói, đã chết rồi, đoạn thất xích nói, phong thiếu gia, chúng ta nên hành động sao đây, thật lòng, Hắn không hề muốn dây dưa vào súc sinh này khó nhằn này, nhưng đoạn thất xích cũng biết nếu mình và thang phi tiếu không xuất thủ, chi e cả thành tỉnh an này sẽ chìm trong tai ương. Dựa vào tính khí mà nói, đường phong sẽ không để yên như vậy, vào xem sao, đường phong dẫn đầu xông vào, quan cảnh trước mắt thê thảm đến mức không nở nhìn, khắp nơi trong linh thú đường đều vương va huyết nhục, đồ đặc lôn xộn vô cùng, trông không giống bị người ta đập phá, hẳn là do thân hình khổng lồ của khiếu thiên lang hút phải. Linh thú đường còn có một cửa hậu, lúc này đã bị đục thủng một lỗ lớn loang lỗ máu in hình dáng dấp của khiếu thiên lang. Ngay sau linh thú đường là một tòa đại viện, bên trong có mấy thi thể trong tay vẫn lăm lăm khí giới, giết hầu bị cắn thủng, máu phun ra như suối. Sau tòa đại viện kia có một lối đi xuống lòng đất, hiện máu tươi đã rải khắp lối vào. Đường phong cùng hai đại sát thần vừa tới nơi đã thấy một bóng người chui ra, lao thẳng tới trước mặt bọn họ hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy chân đường phong. Thang phi tiếu cùng đoạn thất xích vốn định xuất thủ đã vội vàng thu chiêu, bởi vì hai người nhận ra kẻ kia chính là Linh Khiếp Nhan. Trên người nàng loan lỗ máu, ngay cả mái tóc bạc trắng và khuôn mặt phúng phình cũng dính một chút, dưới ánh trăng tạo thành khung cảnh vô cùng quỷ dị. Lúc này, thang phi tiếu cùng đoạn thất xích không thể hiểu nổi, giờ đây bọn họ hoàn toàn chẳng cảm thụ được khí tức của khiếu thiên lang đâu cả, tựa như luồng khí tức hung bao vừa này chưa bao giờ từng tồn tại vậy. Hai đại sát thần chăm chú quan sát khiếp linh nhang, thần sắc tỏ vẻ ngưng trọng. Bọn họ chỉ biết khiếp linh nhan thuộc về một thế lực cường đại nào đó trong núi ra. Nhưng rốt cuộc nàng ta là ai, dựa theo tình huống hiện tại, có thể khẳng định nàng ta là một thành viên khiếu thiên lang, là thiên bẩm vương giả giữa loài thú, so với khiếu thiên lang lang mẫu e rằng vị trí còn cao hơn. Đường phong khẽ đặt tay lên đầu khiếp linh nhang, nhẹ nhàng vuốt tóc, chẳng hỏi hang sự tình, chỉ lặng yên đứng bên phó tướng âm thầm của mình bốn người đứng ở nơi đầy mùi máu tanh sát lục mới kết thúc hai mươi mấy sinh mệnh ở đây cũng điêu linh không thế thì ta đã bị phiền phức rồi hồi lâu sau khiếp linh nhang mới buông chân đường phong ra cất giọng nói với vẻ đầy ủy khuất ta biết mà đường phong gật gật đầu đáp hiện tại khiếp linh nhang chính là hai hồn cùng hợp trong một thể một thì thiện lương một thì lạnh lùng không thể nào giết người một cách tùy tiện vô duyên cớ lúc nãy thi triển thủ đoạn hại người cũng chỉ là vì để tự vệ, không muốn nhận những người kia làm chủ mà thôi. Tuy nhiên giờ đã có hơn 20 người bỏ mạng dưới tay nàng nên với tính cách nàng, tự nhiên cảm thấy ấy nấy, vừa gặp đường phong đã ôm chặt lấy hắn. Vì sao lại như vậy? Đường phong mở miệng hỏi, kiếp linh nhan vẫn mang vẻ ủy khuất nhẹ giọng giải thích, ta không áp chế nổi tiểu thiên, hơn nữa lỗi là do bọn họ, không thể trách tiểu thiên được. Sau khi nghe khiếp linh nhan kể lại, Đường Phong đã hiểu rõ được sự tình đã xảy ra. Hôm nay, sau khi chia tay hắn ở ngoài túy xuân lâu, khiếp linh nhan đem mấy tấm ngân phiếu mà Đường Phong đưa cho tung tăng dạo chơi khắp nơi trong thành tỉnh An, từ chợ đêm cho đến những điểm náo nhiệt khác. Mặc dù những nơi khiếp linh nhan ghé qua đều là chốn đông người nhưng không ai dám đã động đến nàng, dù sao nàng ta cũng là một tiểu công chúa. Luận về khí chất, nếu không có chút thân phận cao quý thì không thể có được. Lần trước, Tô Gia có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội với đường phong, kết quả Tô Gia bị huyết tẩy, toàn gia tộc bị xóa tên trong thành tỉnh An. Việc này sớm đã truyền ra ngoài, ai cũng không dám xem thường khiếp linh nhang, tránh đi vào vết xe đổ kia, cùng lắm mới có kẻ lại gần hỏi thăm nàng, xem có phải lạc đường hay không thôi. Sau khi mua một đống đồ ăn cùng đồ chơi, khiếp linh nhang đi tới gần linh thú đường, sau đó khiếu thiên lang nổi con giận dữ bởi vì nó nhận thấy có rất nhiều linh thú non thậm chí vừa sơ sinh đang tru lên đang khóc đang kêu cứu bên trong linh thú đường Kiếu thiên lan vốn là thú vương trên khúc đình sơn sớm biết được linh thú non thường xuyên bị người ta bắt trộm do không thể rời khỏi khúc đình sơn nên nó chẳng thể nào báo thù lần này Kiếu thiên lan nhân cơ hội đã thoát khỏi khúc đỉnh sơn không chần chờ đến ngày thứ hai nó liền tìm đám trộm linh thú non để hỏi tội những con linh thú non kia vừa mới được sinh ra chưa được bao lâu không thể rời cha mẹ chúng một khi không có sự che chở của cha mẹ căn bản chúng không thể sống được bao lâu thiên đường của chúng là ở khúc đình sơn chứ không phải chốn nhân gian phồn hoa náo nhiệt bằng cách dùng những thủ đoạn mạnh mẽ để thuần dưỡng linh thú sẽ mất dần bản tính hung dữ trăng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn sẽ bị mài mòn sức chiến đấu gần như không còn những thứ đó chưa phải là điều chính yếu quan trọng hơn nữa là linh thú cũng có linh trí có ý nghĩ riêng của chúng sao phải thuần dưỡng sao phải làm nô dịch của loài người. Những con linh thú cường đại không hề thua kém so với cao thủ nhân loại, thậm chí còn mạnh hơn, cho nên sau khi phát hiện được điều này, khiếu thiên lang vô cùng căm phẫn. Nó không thèm để tâm đến lời khuyên can của khiếp linh nhang, nó hiện nguyên hình liều mạng xông vào trong linh thú đường. Chưởng quỷ cùng đám tiểu nhị đã chết dưới nanh vuốt của bầy linh thú khổng lồ chỉ là những người thực lực không cao, chủ yếu phụ trách công việc làm ăn, buôn bán, đánh giá linh thú mà thôi không phải bộ phận thực sự phụ trách tấn công, bắt linh thú non về tổng đường, cho nên ngoại trừ trưởng quỷ, còn có nhiều kẻ nấp trong bóng tối, mới là chủ lực trong việc vào núi bắt linh thú non. Đám người trưởng quỷ kia chẳng qua chỉ có thể săn bắt linh thú cấp 2, nhưng những kẻ kia có thể xâm nhập đến phạm vi hoạt động của linh thú cấp 4, cấp 5. Thực lực của họ tuy không thể nói là hàng đầu nhưng không thể coi là yếu, mà những người này mới trở lại thành tỉnh An chưa đầy một canh giờ đôi khi mọi chuyện thật trùng hợp, dù thực tế đường phong chẳng trực tiếp dính dáng đến việc hủy diệt linh thú đường nhưng nói sâu xa thì lại có, tại khúc đình sơn. Khi đường phong mang theo thú khiếu, khiếu thiên lan ra lệnh cho mất ngàn linh thú truy đuổi, dọc đường gặp đám người trưởng quỷ của linh thú đường liền xé tan ra từng mảnh, những người còn lại cũng có thể tính là may mắn, không đụng phải bầy linh thú. Bọn họ là những người quanh năm suốt tháng ở khúc đỉnh sơn, tiếp xúc lâu với linh thú nên cũng nhận ra dị động của của bầy thú. Bầy thú lớn tạo nên bạo loan, họ cũng lo lắng chuyện không hay gì đó đã xảy ra nên chủ động rút lui khỏi khúc đình sơn. Nhưng vừa trở lại linh thú đường chưa được một canh giờ thì đã bị khiếu thiên lang xông thẳng vào hạ sát, thân hình khổng lồ cùng với khí thế sung thiên, sát khí khiếp người. Tương đương với cảnh giới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, mấy người đó há có thể ngăn cản, dù sao nơi này chỉ là một phân đường mà thôi, căn bản không có cao thủ cấp thiên giai trấn thủ. Nếu không nhất định khiếu thiên lang đã gặp phải đối thủ rồi, gặp phải hiểm nguy, những người này cũng không phải bó tay chờ chết, toàn lực ứng phó, nhưng dưới sự tấn công của khiếu thiên lang. Những phản kháng đó chẳng qua giúp họ kéo dài mạng sống chút ít mà thôi, chỉ trong quan thời gian ngắn ngủi chừng mười mấy tích tắc, khiếu thiên lang đã đánh giết từ đại sảnh linh thú đường vào đến hậu viện, rồi xông thẳng xuống căn hầm dưới lòng đất tất cả những ai trên đường nó xông qua đều chịu chung một số mệnh là tử vong. Sau khi giết sạch đám người này, Khiếu Thiên Lang cũng biết có thể Đường Phong tìm nó hỏi tội nên đã lập tức áp chế tinh hồn mình xuống, trả lại quyền chủ đạo điều khiển thân thể cho Khiếp Linh Nhan, để nàng ta ứng phó với Đường Phong. Nên mới có chuyện như vừa rồi, Thang Phi Tiếu cùng đoạn thất xích nghe xong như lạc vào trong màn sương mù. Những điều Khiếp Linh Nhan nói họ chỉ có thể hiểu được một nửa, nửa còn lại thì đoán già đoán non sau khi nghe xong đường phong gật đầu nói ừ ta hiểu được chuyện gì xảy ra rồi kiếp linh nhan nói thực sự không phải do lỗi của tiểu thiên đâu ngươi theo ta vào trong mà xem dứt lời liền kéo đường phong đi xuống căn phòng dưới đất hai đại sát thần đánh mắt nhìn nhau rồi cũng theo xuống bậc thang dẫn xuống dưới không được rộng rãi lắm dẫn thẳng hướng xuống bên dưới trên hai bên tưởng cách một đoạn lại có một cây đuốc khi gió lạnh thổi qua ngọn lửa trên các cây đuốc lại lay động lên hồi, chập chần chập chần, vào sâu trong hầm ngầm. Cảnh tượng trở nên sáng sủa hơn. Toàn bộ diện tích căn phòng này tuy không rộng nhưng cũng không coi là chật, nằm gọn dưới lòng đất đúng bằng diện tích cả linh thú đường. Nơi này được bố trí ánh sáng đầy đủ, cả hai bên đều có từng giày chuồng củi, lớn nhỏ đủ cỡ. Dường như, mỗi một chuồng đều hiện đang nhốt linh thu non. Hơn vậy còn có cả linh thú trưởng thành trong mấy chuồng cỡ lớn. Chỉ có điều những con linh thú trưởng thành cũng không mạnh lắm, lớn nhất cùng chỉ là cấp 4. Tất cả chúng đều đã bị đánh trọng thương rồi bị người ta bắt từ khúc đình sơn ra. Những con trưởng thành này không hề gào rú. Chúng chỉ nằm toài trên đất, lặng lẽ liếm láp những vết thương trên người. Lúc khiếp linh nhan đi vào, chúng gắn gượng đứng lên nhưng chẳng còn đủ sức lực nữa. Xem đi, chúng đều là bị bọn họ bắt từ núi ra đó. Khiếp linh nhan vừa đưa tay chỉ vào những chiếc chuồng kia vừa nói với đường phong chương 190, thêm địch nhân cường đại. Đường phong dù không đếm tỉ mỉ nhưng nhẫm sơ qua ước chứng cũng phải có ít nhất 30-40 linh thú nơi bị nhốt nơi này. Còn những con này nữa, khiếp linh nhan kéo đường phong tới gần cạnh một tấm sông trúc trước mặt, giọng đường buồn mà nói. Đường phong cúi đầu nhìn vào, thấy bên trong có không ít linh thú non thân hình gầy guộc, chỉ có điều hiện chút đã không còn hơi thở, chết từ bao giờ rồi, bị người ta dồn vào nơi này. Số lượng cũng không nhỏ bắt linh thú non từ khúc đình sơn đem về khiến chúng không còn sống hoang dã đám thú non gầy yêu không thích nghi nổi thay đổi như vậy ngày đêm gào rú có rất nhiều con không sống nổi quá mấy ngày có thể nói những con linh thú non mà linh thú đường bắt ra khỏi khúc đình sơn ít nhất là hơn một nửa không sống nổi chẳng phải vì bọn họ không thông thạo việc thuần dưỡng mà chủ yếu là thể chất của thú non quá yếu nhưng thực tế nếu như họ có thể nuôi sống những con non này thì chúng sẽ ngày càng thích nghi với cuộc sống mới hơn nữa sẽ trợ lực cho chủ nhân rất nhiều. Đám linh thú này chẳng qua là số thú mà người linh thú đường bắt trên khúc đình sơn trong vòng một tháng. Sau khi họ xuống núi sẽ bí mật đem theo những con linh thú non hoặc linh thú trưởng thành về tổng đường giao cho người khác phụ trách thuần dưỡng. Tận mắt trông thấy, đường phong có phần cũng không cam lòng. Điều này khó có thể trách khiếu thiên lan được. Nó chính là thú vương tại khúc đình sơn. Chứng kiến con dân của mình gặp phải tình cảnh này dĩ nhiên nó sụp sôi muốn báo thù cũng tựa như nếu nữ nhân thiên tú bị người ta bắt nạt thì đường phong nhất định không để yên. Nhưng đường phong với linh thú đường vốn không thù không oán mà nay khiếu thiên lang gây nên thảm trạng nơi này nhất định sẽ đẩy đường phong và tông môn chống lưng cho linh thú đường vào cảnh đối địch. Trên đời khó có chuyện gì bưng biết được mãi, sự hiện diện của đường phong tại đây nhất định sẽ được truyền tin đi. Đến lúc đó, các nạn nhân ở linh thú đường đều chết cả rồi, lấy ai mình oan, làm chứng cho đây khoản nợ máu này chắc sẽ bị đổ hết lên đầu đường phong thôi, hôm qua mới cùng đấu với hàng đông. Tổn hại đến mối quan hệ với thành bạch đế, đường phong còn đang đau đầu tính toán xem sau này phải giải thích thế nào với lại tỷ, nào ngờ hôm nay lại đắc tội thêm với một tông môn, thật là suối quẩy mà, thêm vào đó, cái chết của phụ nhân trung niên kia chắc Lưu Vân Tông rồi cũng không để yên, đối với những chuyện trên. Chỉ có sự vụ hàng đông cùng thành bạch đế là do chính bản thân đường phong gây nên, còn hai chuyện còn lại đều là do vô tình vướng phải, nhân sinh ơi là nhân sinh, thật là vạn phần bất đắc dĩ, định xử lý thế nào?" Đường Phong đưa mắt hỏi Kiếp Linh Nhan, đúng ra là hỏi Kiếu Thiên Lang. Nơi này là do nó xông xuống, hơn nữa có không ít linh thú non cũng như linh thú trưởng thành, đương nhiên Đường Phong phải tham khảo qua chủ ý của con thú vương này rồi. Kiếp Linh Nhan trầm mặc hồi lâu rồi nói, "Tiểu Thiên Bảo nó muốn mang theo những tiểu tử này, mang theo đi thiên tú sao?" Đường Phong cao mày nói, những con linh thú non này quả thật còn quá nhỏ, cho dù đem chúng về lại khúc đình sơn để thả thì e cũng khó có thể sống sót, chỉ còn cách đem về thiên tú, để những nữ nhân ở thiên tú nuôi nấng. Nữ nhân vốn trời sinh bản tính hiền lành, hơn nữa đều thích nuôi thú cưng cũng như đồ làm từ lông thú, đem tới cho các nàng nuôi nấng không phải là ý kiến tồi. Quả nếu có thể nuôi thành công đám linh thú kia thì ngày sau có thể dựa vào đó gia tăng thêm thực lực của thiên tú những con linh thú non còn sót lại này đa phần là cấp 3, cấp 4 thậm chí còn có hai con cấp 5. Lớn lên chắc hẳn không hề thua kém cao thủ cấp địa giai. Chỉ có điều để trưởng thành cùng còn mất nhiều thời gian nữa, tiểu thiên mong rằng người có thể giúp nó chuyện này. Kiếp Linh Nhan đứng cạnh truyền đạt lại ý của khiếu thiên lan, đường phong gật đầu. Nghiêm mặt đáp, chỉ có điều lần sau không được phép lỗ mãn như vậy nữa. Trước khi hành động phải trao đổi trước với ta, từ nó bảo đã hiểu rồi. Đoạn với sự trợ giúp của tiếu thúc cùng đoạn thúc, nàng ta cẩn thận đem từng con non ra khỏi lồng rồi quấn vào một tấm thăng lông. Thậm chí tiếu thúc còn có ý định cho manh manh một con linh thú cấp 5 để nuôi. Linh thú cấp 5 dù chỉ là mới sơ thành cũng đã tương đương với thượng phẩm địa gia, đến khi trưởng thành đạt tới đỉnh phong thì có thể sánh ngang với một cao thủ hạ phẩm thiên giai. Thật may là những con non này khá nhỏ nhắn, cho dù vài chục con cũng có thể cho vừa vào ba, bốn cái lồng mà mấy con linh thú trưởng thành bị thương cũng tập tễnh đi ra. Vì có khiếu linh thiên và khiếp linh nhang ở chỗ này nên chúng cùng biết điều, không hề tỏ địch ý với bọn đường phong. Khiếp linh nhang đem hết những con linh thú non đã chết ra ngoài, đào một hố to trong viện rồi chôn chúng xuống. Thừa lúc này, đường phong tìm mấy cổ thi thể còn nguyên vẹn rồi ngưng luyện âm hồn họ, tra xét lại ký ức. Thông tin thu được giống như ngày ấy nghe được, linh thú đường chỉ là một phân đường, đứng sau nó là một thế lực gọi là tông môn vạn thú đường trên thế gian này có rất nhiều tông môn có bản sắc riêng chẳng hạn như thiên tú tất cả đều là nữ nhân hay như thiên công son trang nổ danh với việc chế tạo cơ quan tinh xảo còn như vạn thú đường thuần dưỡng và chế ngự linh thú là ngón nghề đặc trưng của họ mỗi người có chút thực lực ở vạn thú nội đường đều có sở hữu một linh thú riêng cho mình khi bắt đầu tu luyện họ sẽ chọn một linh thú non thời gian qua đi chủ nhân và linh thú ngày càng mạnh mẽ tình cảm khăng khiếp thậm chí gắn bó sinh tử với nhau. Tuy họ không hiểu được tiếng của linh thú nhưng bọn họ biết linh thú suy nghĩ những gì vì đã cùng lớn lên bên nhau trong thời gian dài, đệ tử của vạn thú đường chiếm được nhiều lợi thế trong khi chiến đấu. Bởi vì đối phương chỉ có thể dựa vào chiến lực của bản thân, còn họ còn có sự hỗ trợ của linh thú. Lấy hai chọi một, trước khi tu luyện, đệ tử vạn thú đường có thể nói không có đối thủ trong đám cùng cấp với với mình nhưng cảnh giới càng sau thì điểm yếu sẽ dần dần bộc lộ vì họ dựa dẫm quá nhiều vào sức chiến đấu của linh thú nên sẽ khiến cho việc tu luyện của bản thân bị trì hoãn chiếu cố đến linh thú cùng với linh thú tương thông cùng tốn nhiều thời gian và công sức trong khi người khác đang nỗ lực tu luyện thì họ có thể lại đang đùa giỡn với linh thú như vậy thực lực của họ làm sao có thể gia tăng được tuy vậy vạn thú nội đường vẫn có cao thủ chẳng qua số lượng rất ít ỏi mà thôi linh thú đường chính là phân đường của vạn thú đường tên cũng được sửa đi một chữ để tránh quá lộ liễu. Giống như linh thú đường, tại đế quốc có có thêm vài phân đường được đặt trong những tòa thành gần những dãy núi lớn, như vậy sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc cử nhân thủ đi bắt linh thú, không hề bị gián đoạn. Trong phân đường này vốn có một vị đường chủ với cấp độ trung phẩm địa giai trấn giữ, còn có thêm cả mấy cao thủ hạ phẩm địa giai và huyền giai. Những người này bình thường ẩn mình trong linh thú nội đường, không hề lộ diện, nhưng đến giờ cũng đã bỏ mạng dưới tay khiếu thiên lang, không một ai trốn thoát được thu thập được những thông tin trên đường phong khẽ thở dài lần này lại có thêm kẻ địch hơn nữa lại là hẳn một tông môn sau này hẳn liên tục vướng vào rắc rối đây o không o